Phía trước một mảnh hát thổ địa, hô hô, theo nhiệt độ lên cao, mọi người tiếng hơi thở càng ngày càng đập, toàn bộ mồ hôi lâm ly, y thiền cũng rốt cuộc giò xét đến nham tương hồ, nàng một bộ váy tím rất nhiều nơi đều có nước đọc, dán tại trên thân thể, để nàng linh lung ngọc thể lộ ra như ẩn như hiện. Doãn nhược băng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì nhiệt độ cao nàng rốt cuộc khó có thể che giấu trên người dị hương, từng đợt mùi thơm truyền ra, để phía sau giang giật tinh thần đại chấn. Lộc cộc, lộc cộc. Giang giật nhìn qua y thiền cùng doãn nhược băng như ẩn như hiện linh lung thân thể mềm mại, nghe thấm người mùi thơm, bản năng nuốt hai cái nước bọt, có chút một chút phản ứng. Y thiền cùng doãn nhược băng nghe được tiếng nuốt nước, nước miếng đồng thời quay đầu, hai người trong mắt đều hiện lên một tia ngượng ngùng, doãn nhược băng lúc đầu bởi vì nhiệt độ cao gương mặt xinh đẹp tựu đỏ bừng, giờ phút này càng lộ vẻ mê người, làm lòng người thần dập dờn. Nhìn cái gì vậy? Hạnh tỷ nhìn thấy Giang giật nhìn chằm chằm doãn nhược băng kiều nhan si ngốc nhìn qua, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nhíu mày hỏi, người không phải không thích nữ nhân sao vì sao dạng này nhìn ta chằm chằm nhà tiểu thư. Ây, nhìn thấy rất nhiều đôi mắt quét tới, Giang giật vội vàng mở ra cái khác con mắt, phong tao hất đầu phát nói, kỳ thật. Ta là song tính luyến, phi, chương 911, nham tương hồ. Không được, tiểu thư, ta không chống nổi. Rời đi nham tương hồ hơn 10 dặm, một tên thực lực tương đối thấp doãn ra con em không dám đi, nàng một thân quần áo toàn bộ ướt đẫm, giang giật tại nàng đằng sau đều có thể thấy được nàng đầy đặn bờ mông hình dáng nàng toàn thân cũng biến thành hữu khí vô lực trong miệng thở phì phò bên trong tựa hồ cũng bốc lên bạch yên y thiền cùng doãn nhược băng đồng dạng thân thể bị mồ hôi tưới nước hai người thổ khí như lan bởi vì dồn dập thở để cho hai người trước ngực cao phong có chút rung động không thôi thấy giang giật kém chút chảy máu mũi giang giật cũng không khá hơn chút nào giờ phút này còn có thể kiên trì hoàn toàn là bởi vì hắn ý chí lực cường đại thần thuẫn có thể ngăn cách một chút nhiệt độ cao, nhưng cái này nham tương hồ hiển nhiên cùng núi lửa bên trong nham tương không giống, nhiệt độ ít nhất cao mấy lần. Các ngươi chịu không được, lui lại 20 giảm chờ ta. Doãn nhược băng khoát tay áo, có 7 tên nữ tử lập tức như chút được gánh nặng, còn lại ba tên thiên quân đỉnh phong ngược lại là làm sao cũng không dám lui, dù sao các nàng muốn hộ vệ doãn nhược băng an toàn. Doãn nhược băng lại nhìn giang giật một chút, mở miệng nói, bạch y công tử, ngươi nếu là không kiên trì được cũng lui lại chờ xem, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, chỉ cần ta có thể được tới đất tinh liên cùng hỏa xà lam, nhất định phân ngươi hai gốc. Giang giật nhếch miệng cười nói, ta còn có thể đi, thực sự không được, lại lui đi. Đi, y thiền vung tay lên, mọi người lần nữa tiến lên, đi về phía trước ba dặm về sau cương phong biến ít đi rất nhiều, nhưng nhiệt độ lại là càng ngày càng cao. Y thiền ngừng lại, quét giang giật một cái nói, dò xét một phen. Tốt, giang giật cắn giang ngồi xếp bằng, thần niệm tản ra, tại khắp nơi dò xét thoáng cái, rất nhanh hắn mở mắt ra nói, phía đông tới người, khoảng cách 30 dặm, là tà phi công tử, hắn mang theo 20 người. Đi, y thiền cùng doãn nhược băng gần như đồng thời theo trong giới chỉ lấy ra một viên lục sắc đan dược nuốt đi vào, hạnh tỷ mấy người cũng lấy ra lục sắc đan dược, trên thân mọi người lại không còn chảy mồ hôi, thân thể hóa thành hồng quang hướng phía trước bắn nhanh mà đi, cũng sẽ không tiếp tục quản giang giật. Đây là đan dược gì có thể thích hỏa? Giang giật âm thầm ngạc nhiên, hắn cũng không rút đi, mà là thần niệm lần nữa dò xét một phen, lúc này mới vụng trộm lấy ra hỏa linh châu, theo một bên khác hướng nham tương hổ phóng đi. Tà phi ngoại ý muốn đến, để hắn có chút một chút lo lắng, như hỏa xà lam bị tà phi đoạt, vậy hắn chuyến này tựu đi không? Sở dĩ hắn không thể đem hy vọng đặt ở doãn nhược băng trên thân, giống như không có cách nào tình huống dưới, hắn chỉ có thể liều mạng bại lộ nguy hiểm cướp đoạt hỏa xà lam. Thiên thiên công chúa thế nhưng là chờ lấy hỏa xà lam cứu mạng A. Có hỏa linh châu, Giang giật rốt cuộc không cảm giác được một tia nhiệt độ cao, nham tương hồ phụ cận cương phong phi thường thưa thớt, hắn hành tẩu cũng không có nửa điểm cố kỵ, thân thể như linh hồ hướng phía bắc bôn tẩu, vòng qua mọi người hơn 10 dặm về sau, lúc này mới hướng nham tương hồ phóng đi. Nham tương hồ rất lớn, phương viên ít nhất có 30 dặm, y thiền bọn người ở tại nham tương hồ phía đông, tà phi bọn người đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đến hồ về phía tây, giang giật thì đi nham tương hồ phương bắc. Hắn bởi vì hoàn toàn không cần bận tâm nhiệt độ cao, tốc độ ngược lại so mọi người nhanh hơn rất nhiều dù sao y thiền bọn người không dám bôn tẩu quá nhanh sợ nhiệt độ cao đem thần thuẫn cho đốt phá hắn tại nham tương hồ phía bắc hơn một dặm một cái nham thạch đằng sau giấu đi trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đồng thời thần niệm dò xét ra ngoài dò xét tình huống nham tương hồ một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ vật gì càng không có linh dược y thiền bọn người ẩn thân tại hồ phía đông một tảng đá lớn đằng sau mấy người nuốt đan dược lại cũng không có cảm giác được một tia nhiệt độ cao sắc mặt bình tĩnh như nước ánh mắt khóa chặt nham tương hồ ở giữa tựa hồ đang đợi cái gì một bên khác tà phi mấy người cũng nhanh đến tà phi bản thân thực lực cao cường còn mang theo rất nhiều thiên quân đỉnh phong trên người bọn họ hẳn là cũng có tích lửa đan dược hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao hỏa xà lam đâu giang giật âm thầm kinh nghi y thiền bọn người bất động hắn tự nhiên cũng không dám động cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi hắn bên này khoảng cách y thiền có mấy chục dặm nơi này thần thức bị hạn chế, mọi người hẳn là đều không có cách nào dò xét đến hắn. Cho dù có người có đặc thù thần thông dò xét đến hắn, hắn cũng không quan trọng, hỏa xà lam trọng yếu nhất. Thời gian từ từ trôi qua, tà phi bọn người cuối cùng đã tới. Bọn hắn cũng không có mạo muội hành động, mà là trốn ở hồ phía tây một cái khe núi nhỏ bên trong, rất nhiều nhân thần thức hẳn là đều khóa chặt nham tương hồ. Giang giật không còn quan tâm bọn hắn, sợ có người có được đặc thù thần thông có thể dò xét đến hắn, hắn thần niệm một lần lại một lần tại nham tương hồ bên trên đảo qua tìm kiếm hỏa xà lam hồ này bên trong nham tương hoàn toàn chính xác cùng núi lửa bên trong không giống nơi này nham tương có thể ngăn cách thần thức sang giật thần niệm chỉ có thể dò xét đến nham tương phía dưới mười trượng lại sâu địa phương cũng cảm giác đen kịt một màu đây là hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới thả ra thần niệm vu thuật cô 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 bỗng nhiên nham tương hồ ở giữa bắt đầu nổi lên lập tức nham tương chậm rãi nhúc nhích cuồn cuộn sang giật tinh thần chấn động thần niệm vội vàng hướng bốn phía quét tới, y thiền cùng doãn nhược băng còn có tả phi bọn người quả nhiên toàn bộ có động tác, bọn hắn cũng không có hướng nham tương hồ bên trong phóng đi, mà là tập thể lui lại, bằng nhanh nhất tốc độ lui về sau vài dặm. Tình huống như thế nào? Giang giật có chút không nghĩ ra, cũng không biết tiếp tục chờ đợi, vẫn là đi theo lui lại. ầm um, rất nhanh hắn biết rõ vì sao mọi người lui về sau, nham tương hồ ở giữa đột nhiên phun ra một đầu to lớn ngọn lửa, bốn phía nham tương cũng bị phun khắp thiên đều là, bầu trời hạ xuống nham tương mưa, giang giật thân thể cũng bị nham tương ngâm một thân. Suy suy, hắn thần thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, cũng may có hỏa linh châu hắn thân thể không có bị nửa điểm tổn thương. Hắn cũng âm thầm may mắn, nếu không phải đá phún xuất tương, mà là phun ra cái khác kinh khủng đồ vật, giờ phút này hắn đoán chừng đã chết. Ừm kia là, hắn phản ứng rất nhanh, cũng không đi quản trên thân bao trùm nham tương bùn, thần niệm dò xét ra ngoài, phát hiện y thiền cùng doãn nhược băng đồng thời xuất thủ, tà phi cũng mang theo mấy người như kiểu lưới kiếm sắc bén bay tới toàn bộ người khóa chặt nương theo lấy nham tương phun ra ngoài một gốc hỏa hồng sắc liên hoa đây chính là địa tinh sen sao giang giật không hề động hắn có hỏa xà lam chân dung đó căn bản không phải hỏa xà lam hắn cũng lười cướp đoạt hắn thần niệm khóa chặt mấy người nhìn xem các nàng tranh đoạt ha 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 y thiền doãn nhược băng hai vị tiểu thư cũng tại a rất xin lỗi đất này tinh liên ta muốn tà phi chân đạp một cái cự đại xương đầu như hồng ánh sáng bay vụt mà đến, phía sau hắn đi theo bảy tên thiên quân đỉnh phong đồng thời xuất thủ, nhưng chỉ là chấn động không gian ngăn cản y thiền bọn người tới gần, cũng không dám hạ sát thủ. Hư, tà phi, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Y thiền lạnh lùng hừ một cái, trong tay lôi điện cuồng vũ, hóa thành đầy trời lôi quang hướng bảy người kia bắn nhanh mà đi, dọa đến bảy người liên tiếp lui về phía sau tránh né. Hạnh tỷ trên thân màu vàng đất thần thuẫn lấp lánh, đè vào doãn nhược băng trước người, Doãn nhược băng trong tay một cái màu đỏ tiểu cung xuất hiện, đối liền muốn cầm xuống địa tinh sen tà phi đột nhiên vào tới. Một đạo hồng quang lóe lên tựu ra tà phi trước người, tà phi chỉ có thể hoảng sợ thu cánh tay về, bắt lấy dưới chân to lớn hải cốt đè vào trước người, nổi giận mắng, xạ thần cung doãn nhược băng, xem như ngươi lợi hại. Dầm dầm dầm, hạnh tỷ sau lưng hai tên thiên quân đỉnh phong đồng thời động thủ, tăng thêm y thiền cùng tà phi bảy tên thiên quân đỉnh phong đánh đến quên cả trời đất, kinh khủng công kích đem phía dưới nham tương nổ tầng tầng dập dờn lúc đầu đã khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ lại trở nên cuồng phong cự lãng mãnh liệt không ngừng đi y thiền trong tay một cái bao tay màu đen xuất hiện tốc độ quá nhanh chỉ là trong nháy mắt liền tóm lấy sẽ rơi xuống nham tương hồ địa tinh sen y thiền cũng lần nữa bắn ra mấy đạo lôi quang vung tay lên nói rút lui hiu 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 doãn nhược băng khai cung bắn ra mấy đạo hồng quang khiến cho tà phi bọn người không thể không lần nữa phòng ngự lập tức hạnh tỷ đoạn hậu, mọi người nhẹ nhõm rút đi. Ha ha ha, chỗ tâm liên bị cướp, tà phi cũng không tức giận ngược lại cười ha hả khóe miệng một mảnh tà khí lẫm nhiên, hắn phất tay để mọi người không nên đuổi, hú giải nói, hai vị tiểu thư kỹ nghệ cao siêu, tà phi bái phục, bất quá. Phía sau linh dược ta toàn bao, chương 912, tiệt hồ, phía sau linh dược tựa hồ thật, có bị tà phi bao xuống xu thế. Bởi vì tà phi mang tới quá nhiều người, mà lại hắn tựa hồ chuẩn bị vô số tịch hỏa đan dược, ở phía sau linh dược phun ra đến về sau, hắn mang theo 20 người toàn bộ điều động, đem y thiền cùng doãn nhược băng bọn người bao bọc vây quanh. Hắn cũng không có ý định giết người, tự quấy nhiễu các nàng, không cho các nàng tới gần, chính hắn nhẹ nhõm cầm đi đằng sau phun ra bốn cây linh dược. Dạng này không được a à. Giang giật âm thầm gấp, mặc dù cái này bốn cây linh dược bên trong cũng không có hỏa xà lam, nhưng xem tình huống doãn nhược băng bọn người là rất khó tại cầm tới linh dược, trừ phi hai người chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, gia tộc cao tầng đều có tộc quy, trừ phi bất đắc dĩ tình huống dưới, cửu đế gia tộc tử đệ ở giữa nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, nếu không tộc pháp hầu hạ. Thật muốn giết người, y thiền tuyệt đối có thể giết chết tà phi phần lớn người, doãn nhược băng xạ thần cung mỗi lần đều không có toàn lực phóng thích, cái này thông linh trí bảo uy lực cực lớn, tà phi có lẽ gánh vác được, hắn mang người khẳng định gánh không được. Đương nhiên, tà phi muốn giết người, hai vị tiểu thư cũng sẽ rất bi kịch dù sao hắn mang theo bảy tên thiên quân đỉnh phong còn lại đều là thượng giai thiên quân toàn lực công kích phía dưới một vòng cũng đủ để cho y thiền cùng doãn nhược băng gọi mẹ đoạt giang giật có chút trần chờ, dù sao cũng không thể độn thiên thân phận bại lộ sau tuyệt đối sẽ bị tà phi truy sát đến chết tà phi trên thân ít nhất có hai kiện trở lên thông linh trí bảo hắn tuyệt đối giết không chết tà phi ha 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 y thiền kém một chút tự bị ngươi đoạt người rất để ý cái này thiên hỏa ngó xem ngươi gọi tiếng tà phi ca ca ta đưa ngươi như thế nào nhà nổi giận y thiền muội muội đừng nóng giận kỳ thật ta cầm những linh dược này là hữu dụng phật đế lão gia tử không là trăm tuổi đại thọ sao ta chuẩn bị cầm linh dược hiếu kính lão gia tử thuận tiện để hắn đem tôn nữ bảo bối gả cho ta hóa y thiền nổi điên mau bỏ đi mau bỏ đi bên kia lại truyền tới tà phi tiếng cười to giang giật thần niệm đảo qua đi nhìn thấy tà phi lại cướp được một đạo linh dược y thiền trên thân lôi điện lấp lánh đang điên cuồng đuổi theo tà phi người công kích doãn nhược băng ở một bên thấy liên tục cười khổ liêu mạng tiếp tục như vậy không phải biện pháp giang giật cắn răng thần niệm xa nhất khoảng cách dò xét một phen sau đó mở to mắt chậm rãi hướng bên hồ kín đáo đi tới y thiền không dám giết người phía sau linh dược sẽ còn bị tà phi cướp đoạt hắn không động thủ tựu không giành được hỏa xà lam thiên thiên liền sẽ chết lần này vận khí tốt phật đế trăm tuổi thọ thần sinh nhật bình thường luyện ngục phế tích quan bế, hắn về sau có lẽ đều không có cơ hội vào đây. Hắn còn muốn đi huyền thần sơn, cũng không có quá nhiều thời gian tại phụ cận chờ. Mấu chốt nhất là giờ phút này còn không có trông thấy vũ nghịch cùng cơ thính vũ, rất có thể lần này không có cơ hội tao ngộ các nàng. Các loại chờ ra luyện ngục phế tích về sau, hắn nhất định phải một đường truy sát vũ nghịch, vậy sẽ rốt cuộc không có có cơ hội lấy được hỏa xà lam. Hắn ở bên hồ một tòa tiểu sơn khâu sau nằm dạp người xuống tới, bên kia y thiền tức giận bay trở về, giang giật cũng không dám nhô ra thần thức, thu liếm khí tức, không nhúc nhích ghé vào trên bùn đất, tựa như một cái chờ đợi con mồi sư tử. Ừng ực, ừng ực, một nén nhang về sau, bình tĩnh mặt hồ lần nữa phun trào, y thiền bọn người không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ triệt thoái phía sau, giang giật đôi mắt vào thời khắc ấy cũng mở ra, hắn thân thể như lý ngư vọt thẳng tiến vào nham tương hồ bên trong. Xoạt, giang giật thân thể rất nhanh chìm vào nham tương bên trong, nội tâm của hắn tại thời khắc này cũng kích động không thôi, hỏa linh châu đích thật là tích hỏa trí bảo, khủng bố như thế nham tương nhiệt độ cao hắn thân thể không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại hỏa linh châu không ngừng tại thôn vệ nham tương bên trong hỏa diễm. Lặn xuống, mặc dù không biết đáy hồ có cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không nhưng giang giật cũng không dám tại nham tương tầng ngoài hoạt động, nếu không nham tương bên trong hỏa diễm bị hấp thu, nham tương động lại, sẽ bị người phát hiện. Mà lại hắn chuẩn bị đoạt linh dược, tự nhiên muốn đi đáy hồ, chờ linh dược phun một cái ra trực tiếp cầm xuống, như thế liền sẽ không cho tả phi bọn người cướp đoạt cơ hội. Hưu, hắn như một đầu cá mập hướng hồ trung tâm phóng đi, con mắt cũng nhắm lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, gặp nguy hiểm có thể trước tiên dò xét đến. Ưng ừ ực, ưng ừ ực, hồ trung tâm không ngừng có nham tương tại chiều phía trên dũng mãnh lao tới. Giang giật rất nhanh dò xét đến một gốc linh dược nương theo nham tương bị phun ra đi, xác định không phải hỏa xà lam hắn cũng không đi quản, hướng trong hồ tiếp tục bơi đi phanh phanh phanh, phía trên rất nhanh truyền đến tiếng đánh nhau, không cần phải nói tà phi cùng y thiền bọn người lại khai chiến, chờ giang giật lặn xuống trong hồ, phía trên chiến đấu cũng kết thúc, tà phi tiếng cười to loáng thoáng truyền đến, không cần phải nói lại bị hắn cướp được. Giang giật khoảng cách hồ trung tâm trăm trượng ngừng lại, không dám tới gần, hắn cũng không dám kín đáo đi tới đáy hồ, dù sao phía dưới u sâm sâm có chút kinh khủng, vạn nhất ẩn núp một cái kinh khủng hỏa hệ đại yêu đâu. Nham tương hồ hạ trăm trượng, một bóng người tại nham tương hồ bên trong tính tỏa, bốn phía nham tương còn không ngừng ngưng kết, như thế chẳng cảnh nếu để cho y thiền tà phi bọn người nhìn thấy, khẳng định hội kinh dị đến trong mắt rơi ra ngoài. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, đáy hồ nham tương lần nữa cuồn cuộn không ngớt, giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét, cũng không đi quản người ở phía trên. Tại nham tương phun trào đến càng ngày càng lợi hại, phía dưới nham tương mãnh liệt hướng lên trên mặt tuôn ra lúc, hắn thân thể đột nhiên run lên, đang tuôn ra nham tương bên trong hắn phát hiện một gốc màu trắng linh dược. Hưu, có đồ tốt không cầm kia là ngớ ngẩn, hắn hóa thành lợi kiếm hướng phía trước phóng đi, rất nhanh xông vào tuôn ra dòng nham thạch bên trong, hắn cảm giác chính mình đã rơi vào thác nước bên trong, toàn thân đều không thể khống chế, thân tử không bởi tự chủ bị xông tới. Nhưng hắn một điểm không kinh hoàng, một tay nhanh chóng vùng vẩy, bắt lấy một gốc màu trắng linh dược, đồng thời tại người con bị xông ra nham tương hồ lúc, nguyên lực chấn động đột nhiên hướng bên cạnh bắn nhanh mà đi, sau đó nhanh chóng xông vào nham tương hồ bên trong bành đầy trời nham tương nổ bắn ra bầu trời hạ xuống nham tương mưa nơi sa tà phi bọn người các loại chờ trận này nham tương mưa rơi xuống về sau thân thể bằng nhanh nhất tốc độ xông lại nhưng mà lần này để bọn hắn rất kinh dị là nham tương cũng không có phun ra linh dược y thiền mấy người cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến nhưng thần thức bốn phía liếc nhìn không thu hoạch được gì tại sao có thể như vậy y thiền cùng doãn nhược băng liếc nhau hai mặt nhìn nhau các gia tộc đều có ghi chép, nham tương hồ mỗi lần luyện ngục phế tích mở ra, nhiều lần đều có thể phun ra hơn 20 gốc chân quý linh dược. Nhất là y ra càng là có kỹ càng ghi chép, trong lịch sử nhiều lần đều có thể thu hoạch được linh dược, nhưng lần này phun trào, vì sao không có linh dược. Mấy chục người thần thức một lần lại một lần liếc nhìn, thẳng đến một nén nhang sau nham tương hồ lần nữa bắt đầu phun trào, mọi người mới bất đắc dĩ lui ra phía sau vài dặm, thế nhưng là... Chờ bọn hắn tránh thoát nham tương mưa sau khi trở về, vẫn không có bất kỳ linh dược gì. Không có đạo lý A, à, kỳ thiền đầy mắt mê hoặc, giống như cái này nham tương hồ không phun trào còn bình thường, phun trào giải quyết xong không có linh dược, đây chính là quái sự. Ba lần, năm lần, tám lần, thứ bậc tám lần phun trào về sau, vẫn là không có linh dược, tà phi hơi không kiên nhẫn. Dù sao ở nơi này lấy càng lâu, tị hỏa đan tiêu hao đến càng nhiều, đây là cấp cao nhất tịch hỏa đan, một viên giá chỉ mấy chục ức thiên thạch, mỗi lần chỉ có thể đứng vững ba nén hương thời gian, tiếp tục nữa hắn cũng tiêu hao không nổi. Đi thôi, đi thôi, không có đồ vật, dù sao đã lấy được vài cọng linh dược, tà phi cũng không thèm để ý, vung tay lên chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn bên người một thanh niên lại lắc đầu nói ra, phi thiếu, vẫn là đợi chút đi, ta xem trong này có quỷ, vừa rồi ta dò xét đến nham tương bên trong có một tia sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức, tà phi đôi mắt thoáng cái rét lạnh, chẳng lẽ có người tiềm phục tại nham tương hồ bên trong nửa đường tiệt hồ. Sinh mệnh khí tức, Y thiền cùng doãn nhược băng thính lực rất không tệ, hai người liếc nhau, cũng đôi mắt lạnh xuống. Lần này hai người tiêu hao mấy cái tịch hỏa đan, lại chỉ cho tới một gốc địa tinh sen, để cho hai người cứ như vậy thối lui rất không cam tâm. Giờ phút này hai người cũng rất muốn nhìn xem, là ai có sao mà to gan như vậy, dám ở hai người cùng tả phi ngay dưới mắt dở trò. chương 913, cái kia yêu hoàng là giả. Cho tới bốn cây linh dược, đáng tiếc không có hỏa xà lam. Giang giật tại nham tương bên trong lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi lấy lần tiếp theo phun trào, một lát sau hắn đột nhiên linh hồn hơi động một chút, cảm ứng được trên hồ ẩn ẩn có cường đại võ giả khí thức, hắn nghi ngờ thì thào, tà phi bọn người lần này làm sao không thối lui lập tức sẽ phun trào, chẳng lẽ không sợ nham tương? Chẳng lẽ bọn hắn có chỗ hoài nghi? Giang giật chính mình tại nham tương phía dưới trăm trượt, thần niệm căn bản không có cách nào nhô ra đi, chỉ là bằng vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, có chút cảm ứng được phía trên có cường đại võ giả khí tức, sở dĩ cũng không thể phán định đến cùng là ai ở phía trên. Làm sao bây giờ, hắn muốn cướp đoạt linh dược, vậy tuyệt đối sẽ bị dòng nham thạch lao ra, cũng sẽ bị phía trên người dò xét đến, thân phận của hắn cũng rất có thể hội lộ ra ánh sáng. Nhất là y thiền cùng doãn nhược băng khẳng định hội hoài nghi. Úc ục, nham tương lại bắt đầu phiên trào, giang giật đôi mắt nhất chuyển có chủ ý. Hắn vội vàng vận chuyển nguyễn ảnh thần thông, thân thể nhanh chóng biến dạng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng mảnh vảy màu đỏ, trên đầu cũng xuất hiện mấy cái sừng thú con mắt biến thành tam giác nhãn hiển nhiên biến thành một cái yêu thú khí tức trên thân cũng đại biến dạng yêu khí trùng thiên khí tức nhưng so sánh phổ thông yêu hoàng lại một gốc linh dược các loại chờ giang giật biến thành yêu hoàng hậu nham tường cũng bắt đầu phun trào hắn thân thể hóa thành thiểm điện vọt vào dòng nham thạch bên trong một tay bắt lấy linh dược thân thể cũng bị sông bay ra ngoài quả nhiên mỗi lần bị lao ra trong mặt hồ giang giật bốn mắt quét qua cũng phát hiện tà phi bọn người Bất quá tà phi chỉ là mang theo 7 cái thiên quân đỉnh phong, mỗi người trên đầu còn mang một cái to lớn xương đầu, còn lại phổ thông thiên quân không dám tới gần. Bên kia y thiền doãn nhược băng hạnh tỉ bọn người tại, y thiền tòa kia màu đỏ bảo tháp còn tại bên cạnh, không có thu lại, hiển nhiên y thiền bọn người trốn vào hỗn nguyên trong tháp, bằng vào hỗn nguyên đỉnh tháp ở nham tương nhiệt độ cao. Đây là, toàn bộ người nhìn thấy giang giật biến thành hình người yêu thú bị hù dọa, giang giật hóa thành yêu thú khí thức quá cường đại, ít nhất đều là yêu hoàng cảnh giới theo ngao lư thuyết pháp yêu hoàng thấp nhất đều có thể so với nhân loại ngũ tinh cường giả hơi lớn mạnh một chút nhưng so sánh bán thần mọi người là tuyệt đối không thể địch phi thiếu mau trốn tiểu thư mau lui lại y tiểu thư mau bỏ đi tà phi người cùng hạnh tỷ bọn người hoảng sợ quát lớn thân thể hóa thành hồng quang hướng nham tương hồ bên trong phóng đi chuẩn bị liều chết cũng muốn ngăn trở yêu hoàng để tà phi doãn nhược băng bọn người thoát đi tà phi cũng đích thật là bị hù dọa đây chính là yêu hoàng a trên đầu của hắn một cái cự đại hài cốt bay múa, ngăn tại trước người trước tiên lui nhanh, không bằng hắn rất nhanh lại ngừng lại, tất cả mọi người cũng dừng lại. Cốt, nham tương hồ bên trong cái kia yêu hoàng, chỉ là lạnh lùng lừa mọi người một chút, lưu lại một cái chữ lại chui vào nham tương bên trong. Yêu tộc cùng nhân tộc là thiên địch, cùng cửu đế gia tộc người càng là tử địch. Một cái yêu hoàng tao ngộ cửu đế gia tộc người, thế mà không có động thủ cái này quá làm cho người ta cảm giác được ngoài ý muốn, đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Chốn, mọi người sửng sốt một hồi kịp phản ứng, đều trong nháy mắt quay người đào tẩu, cũng không dám lại dừng lại. Tự liền y thiền đều nhanh nhanh thu hồi hỗn nguyên tháp hướng nơi xa bỏ chạy, cái này yêu hoàng khí tức quá kinh khủng, y thiền tin tưởng chính mình lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, đợi một hồi, giang giật phụng trộm theo nham tương bên trong toát ra một cái đầu thần thức tìm tòi, rất là hài lòng nhếch miệng cười, hắn lần nữa dò xét một phen, thân thể vừa trầm vào nham tương hồ bên trong, chờ đợi linh dược tiếp tục phun trào. Không đúng, chạy trốn ra ngoài hơn 10 dặm y thiền đột nhiên kinh hô một tiếng, doãn nhược băng bọn người hồ nghi ngừng lại, hạnh tỷ nhìn qua y thiền không hiểu hỏi, y tiểu thư cái gì không đúng chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi, kia yêu hoàng quá kinh khủng. Doãn nhược băng nhìn qua y thiền lấp lánh đôi mắt đẹp cũng kịp phản ứng, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, hoàn toàn chính xác không đúng, cái này luyện ngục phế tích bên trong tại sao có thể có yêu thú mấy chục vạn năm, trong này chưa bao giờ xuất hiện qua yêu thú, chứa nói chi là yêu hoàng cho dù có yêu hoàng, cái này phế thích một mực là phong bế, chẳng lẽ cái này yêu hoàng sống hơn 70 vạn năm? Tuyệt đối không có khả năng, y thiền rất khẳng định nói ra, cái này luyện ngục phế thích toàn bộ phong bế, trong lịch sử ghi lại yêu thú nhiều nhất chỉ có một vạn năm thọ nguyên, duy nhất một loại thọ nguyên siêu hơn vạn năm yêu thú, chỉ có huyền vũ quy, đây tuyệt đối không phải yêu hoàng, nếu không chúng ta vừa rồi đều đã chết. Hạnh tỷ bọn người liếc nhau cũng cảm giác không thích hợp, yêu hoàng không giết người, cái này so lang không ăn thịt còn kỳ quái như trong này có yêu hoàng, trước kia cũng sẽ sớm đã có truyền ngôn, luyện ngục phế tích ghi ra người thế nhưng là thường xuyên tiến vào. Sở dĩ, cái này yêu hoàng rất có thể là giả, mặc dù suy đoán ra cái kết luận này, nhưng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không bao giờ cũng không dám trở về, như yêu hoàng là thật đâu mọi người coi như chính mình đưa vào miệng cọp. Dừng tiểu nửa ngày, y thiền ánh mắt lộ ra một tia kiên định, trầm giọng nói ra, như băng muội muội các người đi nơi khác tầm bảo đi, ta đi nham tương hồ nhìn xem. Y tiểu thư, hạnh tỷ bọn người cuống lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ khâm phục, là y thiền quả cảm cùng dũng khí chỗ khâm phục, không phải người nào đều có loại dũng khí này, dù sao y thiền không thiếu linh dược, luyện ngục phế tích đều là y ra, nàng hoàn toàn có thể không cần phải đi mạo hiểm. Ta và ngươi đi, doãn nhược băng cắn răng nói, hạnh tỷ bọn người dọa đến thân thể run lên, doãn nhược băng kiên định quét các nàng một cái nói, cửu đế gia tộc chỉ có chiến tử anh linh, không có bị hù chết con em. Đi, y thiền nhìn doãn nhược băng một chút, quay người hướng nham tương hồ phóng đi doãn nhược băng cũng nhanh chóng chạy vội hạnh tỷ nhóm người bất đắc dĩ đuổi theo các nàng hiểu rất rõ doãn nhược băng mặt ngoài đối với người nào đều hòa hòa khí khí thản nhiên cười nói nhìn tựa hồ rất dễ nói chuyện nhưng nàng trong khung lại là rất lạnh rất bướng bỉnh chuyện quyết định ai cũng không cách nào sửa đổi khi thiền cùng hạnh tỷ mở đường một đám người lại hướng nham tương hồ nhanh chóng chạy đi không đúng gần như đồng thời tà phi cũng tỉnh ngộ lại Tà Phi vung tay lên ra hiệu mọi người dừng lại, hắn đôi mắt lấp lóe chỉ chốc lát, quát khẽ nói, quay đầu, đi nham tương hồ, chúng ta đều bị chơi xỏ, cái kia yêu hoàng là giả. Cái này, tà ra mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một người còn giữ chặt tà Phi nói, Phi thiếu, không thể lỗ máng, mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, người nếu có chuyện bất chắc, chúng ta đều chỉ có thể chết theo. Ngu xuẩn, tà Phi lạnh lùng quét người này một chút, quát luyện ngục phế thích là toàn bộ phong bế, bên ngoài có bán thần cường giả tỏa chấn, yêu thú là tuyệt đối lăn lộn không tiến vào, người gặp qua không giết người yêu thú. Vẫn là quá nguy hiểm, một tên thiên quân đỉnh phong mở miệng nói, phi thiếu, không đáng giá, một chút linh dược mà thôi, không đáng giá người đi mạo hiểm. Không phải linh dược vấn đề, tà phi bá đạo vung tay lên nói, vào luyện ngục phế tích đến bản thân liền là mạo hiểm, liền mạo hiểm dũng khí đều không có. Chúng ta vào để làm gì không bằng tại tả tà đế lâu đài mỗi ngày ôm nữ nhân đi ngủ tới an nhàn, Bất nói nhảm các ngươi không đi, ta đi. Hưu, tà phi quay người hướng nham tương hồ phóng đi, phía trước một cái cửa đại xương đầu mở đường, tất cả cương phong đều bị to lớn xương đầu dẫn dắt, tà phi theo ở phía sau hoàn toàn vô cùng. Đi thôi, ta ra mọi người nặng nề thở dài, tà phi chết bọn hắn đều muốn chôn cùng, chỉ có thể đi theo hắn đi nham tương hồ nhìn một chút. chương 914, Miểu Sát, tà phi y thiền người rời đi nham tương hồ đều có 30 dặm khoảng cách, vừa đi vừa về trở về cần hơn nửa canh giờ, Giang giật tại nham tương hồ bên trong rất hài lòng, đã lấy được mười mấy gốc linh dược, để hắn rất buồn bực là, hắn lấy được mười mấy gốc linh dược bên trong cũng không có hỏa xà lam. Đến đằng sau linh dược phun trào tốc độ càng ngày càng chậm, Doãn Nhược Băng nói qua mỗi lần hội phun trào hai mươi mấy gốc linh dược, trên tay hắn cùng tà phi cộng lại hẳn là qua hai mươi gốc, hắn cũng không biết có hay không linh dược phun trào, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Y thiền bọn người trước hết nhất chạy tới nham tương hồ phụ cận, nhưng mọi người không dám áp sát quá gần, các nàng không sợ chết, nhưng cũng không nhẹ nói sinh tử, vọt thẳng tới đây không phải là dũng sĩ, mà là ngứa ngẩn. Đi, rời đi hồ năm dặm, y thiền dò xét một lần, xác định trong hồ không có bất cứ động tính gì, nàng vung tay lên mang theo mọi người lại tới gần hai dặm, tại một cái cự đầu đằng sau giấu kín. Các nàng cũng không dám tiếp tục tới gần, lặng lặng quan sát, chờ đợi nham tương hồ tiếp tục phun trào, nhìn xem cái kia yêu hoàng sẽ hay không lại xuất hiện. Thu liếm khí tức, Tà Phi mang theo bảy tên thiên quân đỉnh phong cũng lần nữa về tới lúc trước bọn hắn ẩn thân khe núi nhỏ bên trong, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm vậy mà tới gần, chờ đợi nham tương phun trào, lại tra xét rõ ràng một phen. Nham tương hồ qua hai gốc hương thời gian sau lại lần phun trào, giang giật cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị vọt ra, hắn biến ảo vẫn là yêu hoàng dáng vẻ, một thân yêu khí trùng thiên, chỉ là lao ra một trượng nguyên về sau, thân thể lập tức phản xạ tiến vào đáy hồ. Lại yêu hoàng, kia lại yêu hoàng khí tức tà phi bên người một tên thiên quân đỉnh phong trong mắt đều là hoảng sợ kia yêu hoàng khí thức quá rõ ràng ở chỗ này đều có thể cảm thụ được rõ ràng hắn chân đều có chút mềm nhún nếu không phải tà phi không nhúc nhích hắn đã sớm chạy rút lui đi phi thiếu người còn lại cũng nhao nhao nhẹ giọng khuyên nhủ tà phi lại cười lạnh khóe miệng một mảnh tà khí lẫm nhiên hắn cười nhạo nói quả nhiên là hàng giả yêu hoàng tốc độ chậm như vậy yêu hoàng sẽ bị nham tương lao ra các ngươi không có đầu óc sao Ách, mọi người nghĩ nghĩ lại cảm thấy có vấn đề, giang giật tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, mà lại vừa rồi hắn rất rõ ràng là bị dòng nham thạch lao ra. Bất quá giang giật trên người yêu hoàng khí tức quá rõ ràng, cái này lại để mọi người trần chờ bất định. Tà Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đợi chút nữa lần phun trào, hai người các ngươi tiến lên thăm dò thoáng cái, là thật yêu hoàng hay là giả, thử một lần liền biết. Chúng ta, hai cái thiên quân đỉnh phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một người liền vội vàng lắc đầu nói, phi thiếu không được a, à, thực lực của ta ngươi cũng biết, ta một cái thượng giai đạo văn không có cảm ngộ, tổng hợp chiến lực đều chỉ có nhất tinh. Ngậm miệng, ta phi lạnh lùng liếc hắn một cái nói, không đi, sau này chớ cùng lấy ta, đi mỗi người một kiện ngụy thần khí, chính các ngươi chọn đi. Hai người trầm mặc, đối mắt nhìn nhau hai mắt, cuối cùng cắn răng nói tốt, chúng ta đi. Ừm, ta phi hài lòng gật đầu nói, chờ một chút các ngươi tự bay đến nham tương hồ trung tâm, không nên công kích toàn lực phòng ngự, chúng ta cũng sẽ kịp thời yểm hộ các ngươi. Có phải thật vậy hay không yêu hoàng thử một lần liền biết, nếu là giả ta để hắn sống không bằng chết, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, hừ hừ. Tiểu thư, ta thử một chút đi, một bên khác hạnh tỷ cắn răng mở miệng nói, ta phi có thể nhìn ra được sự tình, hai vị cực kỳ thông minh tiểu thư tự nhiên cũng đã nhìn ra. Hạnh tỷ lực phòng ngự tối cường, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, luôn không khả năng để hai vị tiểu thư đi mạo hiểm a. Doãn nhược băng nhìn hạnh tỷ một chút, trầm ngâm một hồi gật đầu nói ừm người đi khác đừng công kích tự đi một vòng là được khác đừng chọc giận hắn nếu là thật sự yêu hoàng chúng ta cũng sẽ liều mạng yểm hộ ngươi lui về không cần y thiền khoát tay trận lại nói nếu như ta không có đoán sai tà phi hẳn là cũng trở về chế chút hắn khẳng định sẽ phái người thăm dò chúng ta xem kịch vui là được giống như tà phi không xuất thủ người lại đi không muộn tốt hạnh tỷ như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu yêu hoàng khí tức quá cường đại có thể không đi chỗ đó là không còn gì tốt hơn. Lại tới gần một điểm, Ti thiền đợi một hồi vung tay lên, mọi người lại hướng phía trước phóng đi, ở bên hồ trăm trượng một cái cự đại nham thạch đằng sau giấu đi, mọi người cũng thu liếm khí tức, ngừng thở chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, nham tương hồ phun trào càng ngày càng chậm, đây cũng là cuối cùng mấy lần phun trào, theo mấy nhà ghi chép, cuối cùng phun trào thường thường là tốt nhất linh dược, cái này nham tương hồ có thể dựng dục ra một chút cấp cao nhất linh dược, toàn bộ thiên tinh giới cũng chỉ có nơi này mới có. Ừng ực, ừ, nham tương hồ trung tâm rốt cục bắt đầu toát ra bọt khí, tiếp lấy nham tương dần dần cuồn cuộn, y thiền khóa chặt nham tương hồ trung tâm, trong tay một cái màu đỏ tiểu tháp xuất hiện, kịch liệt phóng đại, mọi người thân thể cũng lách vào hỗn nguyên trong tháp. Hỗn nguyên tháp cùng đế cùng đồng dạng, là tự động hấp thu thiên địa nguyên khí hình thành lồng phòng ngự, năng lượng tiêu hao đến càng nhiều, lực phòng ngự càng tranh lệch, sở dĩ y thiền bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể lấy ra, đây là cứu mạng đồ vật. Nham tương nhiệt độ quá cao, bọn chúng thần thuẫn tuyệt đối ngăn không được, không lui lại, chỉ có thể dựa vào hỗn nguyên tháp ngạnh kháng. Nham tương phun trào, tà phi người đến, mọi người tiến vào hỗn nguyên tháp thần thức toàn bộ đều quét ra, dò xét nham tương phun trào trong nháy mắt đó, nơi xa hai đạo hồng quang mà đến, hai người trên đầu đều nhìn chầm chầm một cái cự đại xương đầu, bằng vào xương đầu mạnh mẽ kháng trụ nóng hổi nham tương, mà kia hai cái đầu cốt quang mũi nhọn cũng gấp kịch ảm đạm, rất có thể bị nham tương đốt hỏng. Yêu hoàng gia, doãn nhược băng kinh hô một tiếng tất cả mọi người thần thức đều hướng hồ trung tâm quét tới một cái hình người yêu hoàng bị nham tương vọt ra trong mắt của hắn cũng đều là cuồng hỉ trong tay bắt lấy một cái như tiểu xà màu lam sợi cỏ y thiền quét một lần hoảng sợ nói hỏa xà lam đây là linh hồn đỉnh cấp linh dược ừ giang giật hoàn toàn chính xác lấy được hỏa xà lam nội tâm đều là vui sướng bất quá cái này vui sướng rất nhanh bị nơi xa bay tới hai đạo hồng quang cắt ngang trong mắt của hắn tức giận lóe lên tà phi người lại vẫn dám đến làm sao bây giờ, điện hoa đá lửa ở giữa, giang giật não hải nhanh chóng vận chuyển, tà phi người lần nữa trở về, rõ ràng là đối với hắn có hoài nghi. Lần này khẳng định dọa không đi bọn hắn, một cái không tốt còn có thể bị tà phi bọn người truy sát. Hồn kiếm, hắn đôi mắt nhất chuyển rất nhanh có chú ý, thân thể của hắn tại dòng nham thạch bên trong uốn éo, trên thân yêu khí trùng thiên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như một cái nổi giận yêu hoàng hướng hai người phóng đi. Đồng thời linh hồn hắn trong thức hải hai thanh ám kim sắc hồn kiếm nhanh chóng hướng về ra, không bằng hắn cũng không để cho hồn kiếm theo mi tâm bắn ra, mà là theo trong hai tròng mắt mà ra, dạng này sẽ cho người cảm giác giống như là yêu thú thả ra yêu thuật. Chết, hắn bạo hống, hai thanh hồn kiếm như hai đạo như kinh lôi lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến dọa người, hai tên thiên quân đỉnh phong thậm chí cũng không kịp phản ứng, hồn kiếm đã chạm vào hai người trong đầu, hai người chỉ thấy hai đạo hào quang màu vàng sập. Hồn kiếm bản thân tốc độ rất nhanh, tại điệp chi tuyền tầm bổ hạ tốc độ nhanh gấp đôi, thôn phệ tầm tương sau tốc độ lần nữa nhanh gấp 2, so ban đầu tốc độ nhanh dòng dã gấp 3. Thử hỏi, hai tên tổng hợp chiến lực cũng không mạnh thiên quân đỉnh phong lại thế nào ngăn cản. Yêu thuật, hai người dọa đến kém chút hồn phi phách tán, cảm giác được có dị dạng năng lượng tiến vào trong đầu, hai người trước tiên khống chế linh hồn trong thức hải hai cái tiểu thạch đầu, quay chung quanh linh hồn điên cuồng xoay tròn, bảo hộ linh hồn. Cái này thạch đầu gọi hồn kim thạch, là tà gia độc môn bảo vật, là gia thiên quân đỉnh phong mới có tư cách được ban cho cho dùng để bảo hộ linh hồn xem như một loại coi như không tệ phòng ngự bảo vật âm um, nhưng mà hồn kim thạch tương đối tiến hóa hai lần hồn kiếm tới nói quá yếu quá yếu nhẹ nhõm va chạm trực tiếp bạo liệt lập tức hồn kiếm đánh sâu vào linh hồn hai người hai người lần này thật hồn phi phách tán hai người linh hồn trực tiếp bị đụng nát thân thể run lên bất lực bay thấp trong nháy mắt tử vong nhiều sát tà phi bọn người vừa mới chuẩn bị phối hợp công kích nhưng bọn hắn vừa mới bay ra ngoài, kia hai tên thiên quân đỉnh phong liền chết, lần này tất cả mọi người thật bị hù dọa, có thể miểu sát thiên quân đỉnh phong, cái này rất có thể là thật yêu hoàng. Trốn, tà phi lần này không có chút gì do dự, dẫn người hướng nơi xa chạy như điên. Một bên khác y thiền cũng trước tiên thu hồi hỗn nguyên tháp, mang theo doãn nhược băng bọn người kinh hoàng bỏ trốn, cũng không dám lại tới gần nham tương hồ. chương 915, phát hiện cơ thính vũ, xoa, cái này hồn kiếm uy lực càng như thế dữ dội. Giang giật chính mình cũng bị hù dọa, hồn kiếm tiến hóa về sau, hắn đây là lần thứ nhất toàn lực thôi động, không nghĩ tới vừa ra tới tự dựng lên kỳ công, trực tiếp diệt sát hai vị thiên quân đỉnh phong. Mặc dù hai vị này thiên quân đỉnh phong hẳn là cũng không phải là rất mạnh, là loại kia cảm mộ rất nhiều đê giai đạo văn, bằng vào đạo văn số lượng tăng lên võ giả, nhưng nói thế nào cũng là thiên quân đỉnh phong không phải. Tốc độ tăng lên gấp 3, vậy liền coi là tốc độ không nhanh tam tinh cường giả đều không có cách nào tránh né A. À. sang giật kích động lên, cái này hồn kiếm huy lực lớn như vậy, cái này đem là trừ thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ bên ngoài, hắn lại một loại cường đại thủ đoạn công kích. Đáng tiếc duy nhất chính là, ám kim sắc hồn kiếm quá ít, chỉ có 3 thanh, kim sắc hồn kiếm cũng chỉ có 12 thanh, hủy đi liền rốt cuộc không có. Điệp chi tuyển hắn có thể đi tìm hồ đan ni thu hoạch được, linh lung thần tạm lại là rốt cuộc không có có cơ hội thu được, sở dĩ cái này ám kim sắc hồn kiếm vĩnh viễn chỉ có 3 thanh. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng cái này ám kim sắc hồn kiếm, nếu là bị hủy đi thì thật là đáng tiếc. Giang giật âm thầm khuyên bảo chính mình, dừng một chút, hắn bay đến bên hồ, vận dụng thần niệm vu thuật dò xét một phen, xác định tà phi cùng y thiền đám người đã trốn, lúc này mới có chút yên tâm lại. Hắn cũng không vào nham tương bên trong đi, liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, tiếp tục dò xét, nhìn xem nham tương phải chăng tiếp tục phun trào. Còn kia hai tên bị giết tà ra cường giả, đã sớm bị nham tương dung thành bột mịn, trên người bảo vật cũng bị thiêu hủy, giang giật cũng không đi quản. Hỏa xà lam tới tay, giang giật toàn thân cũng tựa như giải thoát rồi, chỉ ít hắn đáp ứng ngao lưu sự tình làm được một kiện, thiên thiên cũng được cứu rồi, chuyện còn lại có thể chậm chậm mưu toan. Vũ nghịch cùng cơ thính vũ lần này không có cách nào cầm xuống, về sau lại nghĩ biện pháp chính là. Đợi nửa canh giờ, nham tương hồ lần nữa phun trào, mà lại lần này phun trào đến vô cùng mãnh liệt, dòng nham thạch đều phun lên cao trăm trượng uổng phí, bốn phía vài dặm đều có nham tương mưa rơi xuống giang giật cũng phát hiện một gốc tuyết trắng tam diệp liên hoa bị phun ra ngoài hoa sen kia vừa ra tới hắn ngửi một cái liên hoa khí tức cũng cảm giác toàn thân ấm áp dị thường dễ chịu đồ tốt hắn không biết cái này tam diệp liên hoa là bảo vật gì nhưng hắn cảm giác tuyệt đối là tốt bảo vật thân thể của hắn bay đi hướng trong hồ tam diệp liên hoa chộp tới a à, tại hắn tới gần tam diệp liên hoa lúc hoa sen kia lại tựa như vật sống hướng dưới hồ bay đi tốc độ cũng rất nhanh Ba mảnh lá cây còn có chút rung động, tựa hồ không muốn bị giang giật bắt lấy, còn muốn trốn. Giang giật cười lạnh một tiếng, tốc độ tam nhanh mấy phần, vào thẳng tiến vào nham tương hồ bên trong, một tay bắt lấy tam diệp liên hoa, lại bay đi lên. Đây là linh dược gì có chỗ lợi gì? Nghe liên hoa mùi thơm ngát, nhìn xem còn tại rung động ba mảnh lá sen, giang giật mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đối với những này là hoàn toàn không hiểu, cũng không đi quản, trực tiếp ném vào cổ thần nguyên trong nhẫn chờ sau khi rời khỏi đây lại tìm người hỏi thăm. Tại Nham Tương Hồ phụ cận ngồi hai canh giờ, Nham Tương Hồ không còn có phun trào, hẳn là tất cả linh dược đều phun trào hoàn tất. Giang giật lần nữa đợi một canh giờ xác định không còn phun trào về sau, đứng dậy rời đi. Một tháng thời gian mới trôi qua 8 ngày, Giang giật thành công lấy được hỏa xà lam, hắn đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ làm ngồi, còn có hơn 20 ngày thời gian, hắn dự định tại phế tích bên trong đi dạo thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đụng phải vũ nghịch cùng cơ thính vũ hắn có thần niệm vô thuật, chỉ cần cẩn thận ta đều có thể tránh đi hết thảy mọi người, nếu có thể tao ngộ vũ nghịch bọn người, hắn có thể theo dõi, nghĩ biện pháp truy sát cầm xuống. Hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông, lại biến thành nguyên lai bạch y công tử dáng vẻ, trên thân mở ra long viêm thần thuẫn, chậm chạp tiến lên. Long viêm thần thuẫn quá yếu, mỗi lần tiến lên vài dặm liền sẽ bạo liệt, hắn không thể không lần nữa mở ra thần thuẫn, hành tàu tốc độ cũng không dám quá nhanh còn muốn thời khắc tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét cương phong mỗi lần hành tẩu ba bốn canh giờ hắn hội phóng thích thần niệm vô thuật do xét phạm vi ngàn dặm tình huống tránh cho cùng tà phi đổ long bọn người tao ngộ mỗi lần hành tẩu một ngày hắn còn nhất định phải nghỉ ngơi nửa canh giờ nếu không tinh thần lực hội tiêu hao quá nhiều một khi tao ngộ cường địch sẽ rất phiền phức vừa đi vừa nghỉ sang giật tại phụ cận đi vòng vo ba ngày tìm được hai cái phế tích đáng tiếc phế tích bên trong không có cái gì hắn cũng lần nữa gặp phải tà phi bất quá tà phi mang người nhiều lắm hắn chúc thực lực ấy không dám tới gần, lợi dụng thần niệm vu thuật sớm tránh đi. Ừm lại gặp được cái này hai nha đầu. Ngày thứ năm, Giang giật thần niệm dò xét đến phía đông 500 dặm bên ngoài, y thiền cùng doãn nhược băng bọn người ngay tại đi đường, hơn nữa còn là hướng hắn cái phương hướng này bôn tẩu. Hắn dừng một chút, quyết định vẫn là không thấy hai người. Hai cái này tuyệt thế xinh đẹp mị lực quá lớn, cùng hai người càng ở lâu, hắn bại lộ nguy hiểm càng lớn, sở dĩ hắn rất quả quyết chuyển hướng, hướng một cái hướng khác đi đến yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, nhất là tại cái này nam tôn nữ ti thế giới bên trong, nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, ba nghìn mỹ nữ cũng không tính là kỳ văn. Giang giật cũng là bình thường nam tử, huyết khí phương cương, đối với mỹ lệ nữ tử cũng sẽ tâm động. Nhưng hắn rõ ràng hơn hắn đến Đông Hoàng Đại Lục mục đích, hắn cùng cửu đế quan hệ của gia tộc, như tiếp tục cùng hai người dây dưa tiếp, hắn tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Để hắn có chút thất vọng là, dòng dã đi vòng vào bảy ngày, tại luyện ngục phế tích bên trong đã qua nửa tháng, hắn vẫn không thể nào tìm tới vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Tựa hồ hai người này hư không tiêu thất, hay là đã sớm chết đi. Thời gian nửa tháng, hắn dò xét đến rất nhiều người, nhưng không có hai người bất cứ tin tức gì. Lại tìm năm ngày, như còn tìm không thấy, liền tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp xuống tới, chờ đợi một tháng kỳ đầy. Giang giật quyết định tiếp tục tiến lên, ở chỗ này hành tẩu để cho người ta rất là mỏi mệt, cứ việc cách mỗi một ngày hắn hội nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng đồng dạng tâm lực lao lực quá độ. Luyện ngục phế tích nội thành chỉ di chỉ rất nhiều, nhưng hơn 70 vạn năm qua đi, không biết vào đây bao nhiêu người, sở dĩ rất nhiều di chỉ bên trong ngoại trừ hài cốt không có cái gì, giang giật tìm cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiếp tục đi vòng vo 5 ngày, hắn tìm được bốn cái di chỉ, vẫn là không thu hoạch được gì về sau, hắn dứt khoát quyết định nguyên địa ẩn lúc nghỉ ngơi. Hắn hành tàu tốc độ quá chậm, coi như lại chuyển 10 ngày, cũng chuyển bất quá vạn lý phạm vi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này năm ngày thời gian, hắn lại dò xét đến dạ ưng, dò xét đến đồ long, lăng thất kiếm huynh muội còn dò xét đến mấy cái thượng cổ thế gia con em, nhưng... Chính là không có vũ nghịch cùng cơ thính vũ, bên kia có một cái tiểu sơn ao, đến đó nghỉ ngơi đi. Hắn dò xét một phen tìm được một nơi tốt, hắn thả ra long viêm thần thuẫn nhanh chóng bôn tẩu, hao tốn một canh giờ đã tới khe núi bên trong. Ông, hắn lấy ra huyền thiết kiếm tại núi nhỏ bên cạnh đào địa động, Hào tốn hai nén hương thời gian đào ra một cái đại địa động, hắn đem chính mình chôn vào, dò xét một phen, xác định phạm vi ngàn dặm không có người về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hào hào ngủ một giấc, Giang giật lần này trọn vẹn ngủ năm canh giờ, hắn sau khi tỉnh lại cũng không đi ra, chuẩn bị dò xét một phen ngay tại địa động hạt tu luyện. Thần niệm, phóng thích thần niệm dò xét, chờ hắn dò xét đến phía đông hơn 700 dặm một cái dưới núi nhỏ lúc, hắn thân thể đột nhiên chấn động. Ngọn núi nhỏ kia dưới có rất nhiều người, khoảng chừng hơn 70 người, cái này hơn 70 người bên trong có ba cái người quen, kiếm vô ảnh, còn có vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Âm, um, hắn như kiểu lưới kiếm sắc bén theo trong động đất ra, trên thân sát khí ngút trời, đã có thể phát hiện vũ nghịch cùng cơ thính vũ, hắn đương nhiên sẽ không làm ngồi. Mặc dù đối phương nhiều người nhưng hắn bám theo một đoạn, nói không chừng hội có cơ hội xuất thủ cầm xuống hai người. chương 916, thần miếu, lên lên lên, giang giật lần này không tiếp tục phóng thích long viêm thần thuẫn, mà là theo hỏa linh châu bên trong thả ra nham tương bên trong hấp thu địa hỏa, cái này địa hỏa không giống với núi lửa bên trong địa hỏa, nhiệt độ so cửu thiên long viêm mạnh hơn nhiều, đương nhiên cùng tế luyện sau lôi hỏa vẫn là kém một chút. Giang giật cũng không có thời gian đi tế luyện, giờ phút này bởi vì phải gấp lấy đi đường, sở dĩ đem địa hỏa phóng thích ra ngoài, ngưng kết một cái địa hỏa thần lá chắn. Địa hỏa thần lá chắn quả nhiên so long viêm thần thuẫn mạnh mẽ rất nhiều, mỗi lần đi về phía trước hơn 20 dặm mới bạo liệt đương nhiên đây là giang giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, tránh đi rất nhiều cương phong tình huống dưới. Có địa hỏa thần lá chắn giang giật đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, hắn bôn tàu nửa ngày sau, do xét thoáng cái, phát hiện cùng vũ nghịch bọn hắn đứng tại nghỉ ngơi tại chỗ cũng không có di động, lập tức kích động không thôi, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Một ngày thời gian, hắn đi đường hơn 400 dặm nhiều, đem khoảng cách của song phương kéo đến hơn 200 dặm, vũ nghịch bọn hắn rốt cục bắt đầu di động, hướng phương bắc nhanh chóng ghé qua. Để Giang giật nhất cả chứng chính là, vũ nghịch bọn người đi đường tốc độ quá nhanh, hắn khoảng cách cùng bọn họ bị không ngừng kéo dài. Truy, dù sao đuổi kịp cũng không có cơ hội ra tay, Giang giật cắn răng điên cuồng đuổi theo chờ cơ hội. Hắn cũng không nghỉ ngơi, càng không đi quản địa hỏa tiêu hao, không còn lại nói. Trong này hắn có thể cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ cơ hội, so bên ngoài lớn không biết bao nhiêu lần, có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bám theo một đoạn, nửa ngày sau khoảng cách của song phương bị kéo đến 500 dặm, vũ nghịch bọn hắn hiển nhiên có ngăn cản cương phong thủ đoạn, hành tàu tốc độ quá nhanh. Một ngày thời gian, Giang giật lại chạy hết tốc lực hơn 400 dặm, khoảng cách của song phương lại kéo đến hơn 900 vạn lý, Giang giật phóng thích thần niệm xa nhất khoảng cách mới có thể dò xét đến bọn hắn. Cũng may vũ nghịch bọn hắn lại ngừng lại nghỉ ngơi, Giang giật đuổi hơn 200 dặm về sau, đào cái địa động nghỉ ngơi. Hắn quá mệt mỏi, tiếp tục bôn tàu xuống dưới, rất có thể sẽ bị cương phong rào sát. Vẹn vẹn ngủ nửa canh giờ, Giang giật tựu bò lên, dò xét một phen tiếp tục đuổi đuổi, tại đem hai bên khoảng cách kéo đến 400 dặm về sau, Vũ Nghịch bọn hắn lại lên đường, một đường hướng phía bắc tiến lên. Mẹ nó, dạng này không được a, à, tốc độ bọn họ quá nhanh, sợ là các loại chờ, một tháng kỳ đầy, ta đều đuổi không kịp bọn hắn a. À. Mà lại kiếm vô ảnh cùng Vũ Nghịch đi cùng một chỗ, nhiều người như vậy ta coi như đuổi kịp, cũng chỉ có thể chịu chết a. À. Giang giật một bên truy, vừa mắng nương cũng không biết Vũ nghịch cùng kiếm vô ảnh muốn đi đâu trên đường tao ngộ thành trì di chỉ đều không ngừng bỗng nhiên, một đường hướng phương bắc tiến lên, tốc độ quá nhanh. Một tháng kỳ đầy, chỉ còn lại 8 ngày, giống như vũ nghịch bọn hắn tiếp tục như vậy lao nhanh xuống dưới, chờ đến một tháng kỳ đầy gian giật khẳng định đuổi không kịp mọi người. Mặc kệ, tiếp tục đi theo đi, gian giật mê đầu cuồng sông, cũng mặc kệ có thể hay không đuổi kịp mọi người, hắn hỏa linh châu bên trong địa hỏa thật nhanh tiêu hao, hắn cũng mặc kệ, tiêu hao hết lại nói. Năm ngày thời gian, Giang giật điên cuồng đuổi theo vài ngàn dặm đường, hỏa linh châu bên trong địa hỏa đã sớm tiêu hao hết, lôi hỏa cũng tiêu hao không ít. Vũ nghịch mấy người cũng hướng phương Bắc bôn tẩu mấy ngàn dặm đường, hai bên giờ phút này khoảng cách vẫn là chênh lệch 400 dặm, đây là vũ nghịch bọn hắn hành tẩu một ngày muốn nghỉ ngơi nửa ngày kết quả. Khoảng cách một tháng chỉ còn lại ba ngày, Giang giật cũng triệt để từ bỏ. Vũ nghịch cùng kiếm vô ảnh một mực không có tách ra, hắn đuổi kịp cũng giết không được. Hắn giờ khắc này ở đuổi theo mọi người, hoàn toàn là muốn nhìn một chút bọn hắn dạng này thẳng tắp lao nhanh, rốt cuộc muốn đi cái nào. a à, trên mặt đất trong động ngủ nửa canh giờ, Giang giật mệt mỏi dò xét một phen, lại phát hiện một kiện rất chuyện kỳ dị phía đông 300 dặm bên ngoài, một đội người đồng dạng hướng phương Bắc lao nhanh, kia đoàn người có hơn 50 người, là tà phi cùng đồ long đi cùng nhau. Mà phía tây 300 dặm bên ngoài, hắn còn dò xét đến hai cái đại bộ đội, doãn nhược băng y thiền lăng thất kiếm bọn người đi cùng nhau, toàn bộ hướng phía Bắc lao nhanh mặt khác 600 dặm bên ngoài, giả ưng cùng thượng cổ thế gia lúc ra, cùng một cái khác thế gia người cũng đi cùng nhau, phương hướng đồng dạng là phương Bắc. Tình huống như thế nào phương Bắc có cái gì, vẫn còn có 3 ngày thời gian, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. Các nàng như thế lao nhanh đi đường vì cái gì phía Bắc không có đồ tốt, đánh chết Giang giật đều không tin tưởng. Hừ hừ, Giang giật đã bỏ đi cầm xuống vũ nghịch cùng cơ thính vũ suy nghĩ, cường giả nhiều lắm, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể đi chịu chết hắn giờ phút này trong đầu cũng lên một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là theo đuôi mọi người. Dù sao không thể để cho vũ nghịch đạt được bảo vật, tạm thời bắt không được hắn, tự ác tâm một phen hắn, quấy rối phá hư vũ nghịch đám người hành động. Đi, có thể làm cho vũ nghịch cơ thính vũ khó chịu sự tình, giang giật rất tình nguyện làm. Hắn nhanh chóng hướng phương bắc lao nhanh, bôn tẩu đại nửa ngày, đem hai bên khoảng cách kéo đến 200 dặm, cước bộ của hắn cũng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nơi này cương phong trở nên rất rất ít, hắn đều không cần phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, tùy ý phóng thích long viêm thần thuẫn cũng có thể trèo chống hơn 10 dặm. Giò xét thoáng cái, hắn đào cái địa động, đem chính mình chôn vào, thần niệm tản ra bốn phía giò xét, hắn rất nhanh giò xét đến vũ nghịch bọn người, bọn hắn tại một tòa sơn mạch phía dưới ẩn núp xuống tới nghỉ ngơi, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn thần niệm lại hướng hai bên quét tới, nhẹ nhóm tìm tà phi bọn người, tà phi tại phía đông bên ngoài mấy trăm dặm chân núi ẩn núp nghỉ ngơi, một bên khác y thiền dạ ưng bọn người đồng dạng đều tại ngoài trăm dặm chân núi nghỉ ngơi. Núi này thật lớn, giang giật thần niệm hướng phía bắc một tòa cử đại sơn mạch tìm kiếm, luyện ngục phế tích bên trong gần như không có cao ngọn núi lớn, cùng nhau đi tới hắn cũng chỉ tại phong tuyệt cốc nhìn thấy hai ngọn núi, giờ phút này dãy núi so phong tuyệt cốc cao mấy lần, cũng lớn mấy lần. a à, giang giật thần niệm hướng trên núi quét tới, rất nhanh phát hiện kỳ quái chỗ, cũng triệt để minh bạch vì sao mọi người sẽ đến đến cái này ở giữa dãy núi có một cái cửa đại hình tròn sơn cốc mà trong sơn cốc này lại có một tòa bảo tồn hoàn hảo vô cùng kiến trúc kia nhìn rất muốn là một tòa chùa miếu vẫn là hình tròn chùa miếu rất lớn hẳn là có phương viên vài dặm phi thường to lớn hùng vĩ giang giật cũng có thể cảm nhận được bên trong truyền đến cổ lão tang thương khí tức thần miếu giang giật trong đầu hiển hiện hai chữ doãn nhược băng nói qua luyện ngục phế tích trung tâm có một tòa duy nhất bảo tồn hoàn hảo kiến trúc cái kia chính là thần miếu Tòa thần miếu này cũng kinh khủng dị thường, bên trong cương phong là phía ngoài gấp trăm lần, còn có kinh khủng cấm chế, dám vào đi người tám chín phần 10 sẽ chết, doãn ra trong lịch sử duy nhất còn sống ra 10 người, vẫn chỉ là tại thần miếu bên ngoài dạo qua một vòng. Không đúng, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, doãn nhược băng khẳng định lừa hắn, coi như không có lừa hắn, cũng che giấu một chút tình báo, nếu không những này đại gia tộc tử đệ cũng sẽ không giờ phút này đều chạy tới thần miếu phụ cận. Gấp trăm lần cương phong, Giang Giật tin tưởng giờ phút này luyện ngục phế tích bên trong không có người nào có thể đỡ nổi. Các nàng tại một tháng kỳ đầy cuối cùng mấy ngày chạy tới thần miếu phụ cận khẳng định sở hữu mưu đồ. Luyện ngục phế tích là một cái thượng cổ đại tộc nơi ở. Năm đó cái này thượng cổ chủng tộc bị diệt tộc thành trì toàn bộ biến thành phế tích, duy chỉ có tòa thần miếu này còn bảo tồn hoàn chỉnh. Không cần phải nói thần miếu là thượng cổ đại tộc tộc trưởng nơi ở, nơi này bảo vật khẳng định cũng nhiều đến dọa người. Đi, Giang Giật không thèm đếm xỉa dù sao còn có ba ngày tự truyền tống ra ngoài, coi như bại lộ thân phận, bị đuổi giết cũng không có gì lớn. Nhiều nhất lợi dụng thần âm thiên kỹ đứng vững ba ngày, chờ một truyền tống ra ngoài lập tức biến ảo bề ngoài linh hồn khí thức chạy đi. Hắn chuẩn bị đi theo mọi người vào thần miếu đi, có thể hay không đào được bảo vật không sao, dù sao không thể để cho vũ nghịch cơ thính vũ dễ chịu. chương 917, chứ có quá tham lam, Doãn Nhược Băng có một số việc hoàn toàn chính xác không có nói cho Giang Giật, cũng sẽ không đi nói cho Giang Giật, Tỷ như thần miếu sự tình, đây là cửu đế gia tộc mới có tư cách biết đến tân bí. Thần miếu hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, mỗi lần mở ra phía trước 29 ngày bên trong dãy núi Cương Phong là phía ngoài gấp trăm lần, không ai có thể vào đi, nhưng ở cuối cùng một ngày Cương Phong sẽ ít đi rất nhiều, mọi người tùy ý có thể xông vào ở giữa dãy núi trong sơn cốc. Chỉ cần tiến vào sơn cốc, vậy liền tuyệt đối an toàn, đương nhiên. Trong thần miếu nguy hiểm hơn, mọi người nếu không phải có gia tộc trước kia để lại tư liệu là tuyệt đối không dám vào nhập thần miếu. Những tài liệu kia là các nàng gia tộc vô số tiền bối dùng mệnh đổi lấy, biết rõ địa phương nào an toàn, địa phương nào có cấm chế, đi như thế nào hội an toàn hơn, các nàng còn hiểu rất nhiều tiểu khiếu môn, nếu không các nàng như thế thân phận làm sao dám đi vào mạo hiểm. Giang giật một đường lao nhanh, tại nửa ngày sau đã tới vũ nghịch bọn người sau lưng 30 dặm, hắn không còn dám tới gần, sợ có nhân thần thức đặc biệt cường đại dò xét đến hắn. Làm sao đều bất động, Giang giật trên mặt đất trong động đợi nửa ngày, dò xét đến tất cả mọi người không nhúc nhích, không nhịn được âm thầm kỳ quái. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, địch không động ta không động, hắn trên mặt đất trong động ngồi xếp bằng tu luyện, cách mỗi một canh giờ tự dò xét một lần. Một ngày, hai ngày, tất cả mọi người không nhúc nhích, một mực tại dãy núi phía dưới ẩn núp nghỉ ngơi, chỉ còn lại cuối cùng một ngày, giang giật nội tâm càng thêm kinh nghi bất định, đám người này đuổi đến vạn dặm đường chỉ là vì tới này ngắm phong cảnh. Một canh giờ sau, Giang giật thông lệ dò xét, lại phát hiện tất cả mọi người không thấy, chờ hắn vội vàng đem thần niệm lên núi mạch bên trên quét tới lúc, lại phát hiện tất cả mọi người đã xông lên dãy núi, lên núi trong cốc phóng đi. Ngoá, Giang giật thân thể phóng lên tận trời, lên núi mạch bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi, hắn không biết phía trên dãy núi chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều xông đi lên, y thiền cũng không có phóng thích lôi quang điện ảnh, hạnh tỷ thần thuẫn còn không phải màu vàng đất, điều này nói rõ giờ phút này dãy núi rất an toàn dãy núi phụ cận cương phong rất ít, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đơn giản có thể tránh thoát, tốc độ của hắn cũng đã tới cực hạn, hao tốn nửa canh giờ vào tới dãy núi phía dưới, mà giờ khắc này y thiền bọn người đoán chừng đã đến sơn cốc. Trên dãy núi quả nhiên rất ít cương phong, Giang giật tùy ý dò xét một phen, trực tiếp lên núi hướng thần miếu phóng đi, đường núi gập ghềnh, hành tẩu rất là gian nan, luyện ngục phía tích bên trong trọng lực là phía ngoài nghìn lần, rời đi mặt đất càng cao trọng lực càng lớn mà lại lên núi sau gần như không có đường, giang giật chỉ có thể cắn răng một đường nhảy vào tiến lên, như một cái viên hầu, nhảy bắn trong núi. Sơn cốc ở trong dãy núi tâm, khoảng cách có 20 dặm, 20 dặm lộ trình giang giật dòng dã đi một canh giờ, chờ đến sơn cốc phụ cận sau hắn tìm một chỗ ẩn núp đi, lần nữa phóng thích thần niệm. Người đâu, thần niệm quét mắt một vòng một người không thấy được, giang giật âm thầm kinh dị, hắn thần niệm khóa chặt ở giữa thần miếu dò xét một phen, lúc này mới tại phía tây ngoài cửa lớn dò xét đến một cái tà phi hộ vệ đều vào trong thần miếu đi giang giật có chút nhức cả trứng bên trong đi vào nhiều người như vậy thần miếu có bảy tám cái đại môn ai biết vũ nghịch cùng cơ thính vô tiến vào cái nào đại môn hắn một ngoại nhân đột nhiên xông vào nếu là tao mộ tà phi đồ long rất có thể sẽ bị liên hợp công kích có vào hay không giang giật đôi mắt lấp lóe chờ nửa canh giờ phát hiện không có bất kỳ cái gì tình huống sau cắn răng xông vào sơn cốc bằng nhanh nhất tốc độ hướng một đại môn phóng đi Khoảng cách một tháng kỳ đầy chỉ có 6-7 canh giờ, coi như thân phận bại lộ hắn chỉ cần chống đỡ mấy cái này canh giờ liền không sao, một khi truyền tống ra ngoài bên ngoài đều là người, hắn trước tiên cải biến linh hồn khí thức cùng bề ngoài, ai sẽ chú ý hắn. Ừ, phía tây đại môn bên kia một cái tà ra võ giả ngay tại thủ vệ đại môn, nghe đến bên này có tiếng vang, thần thức quét tới, nhưng giang giật tốc độ cũng không tệ lắm, khoảng cách thần miếu phía đông đại môn cũng rất gần, chờ hắn dò xét qua đến, giang giật đã vọt vào thần miếu ông vừa tiến vào thần miếu giang giật con mắt trước mắt bạch quang lóe lên bên ngoài nhìn thấy cảnh quan hoàn toàn đại biến dạng hắn đi tới một tòa cung điện màu đen đại điện là hình chữ nhật phía trước không nhìn thấy cuối cùng hai bên trái phải cùng dưới mặt đất đều là màu đen hình vuông thạch đầu trên tường treo từng cái đèn lồng tia sáng có chút tối giang giật ánh mắt chiếu tới nhưng tầm nhìn chỉ có hai trăm trượng mà tại hắn nhô ra thần thức lúc lại phát hiện nơi này thần thức căn bản vô hiệu hoàn toàn bị phong ấn không cách nào dò xét thiên nhân hợp nhất hắn không dám động trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất doãn nhược băng cũng đã có nói trong này có rất nhiều cấm chế bất kể có phải hay không là lừa hắn giang giật đều quyết định cẩn thận một chút ừm trong này thiên nhân hợp nhất không có hạn chế giang giật có thể tin tưởng cảm ứng được bốn phía mấy trăm trượng phạm vi trên vách tường quả nhiên có cấm chế rất nhỏ ba động mà lại phía trước ngoài trăm trượng có một cái tiểu thạch cửa hàng mặt cũng có cấm chế ba động đi giang giật có chút an tâm chỉ cần có thể dò xét đến cấm chế ba động vậy liền coi như rất an toàn, hắn không đi đụng chạm có cấm chế địa phương, sẽ không có nguy hiểm. Hắn hành tàu tốc độ rất chậm, đi chăm trưởng tại phía trước bên tường cái kia thạch tủ phụ cận ngừng lại, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái cấp thấp binh khí, tiện tay đối tiểu thạch tủ đánh tới. Ông, thạch tủ trong nháy mắt quang mang sáng rõ, một đạo kinh khủng sóng ánh sáng theo thạch trong tủ ra, trực tiếp chui vào đối diện trên vách tường, tốc độ nhanh chóng, khí tức chi khủng bố, để gian giật âm thầm tạc lưỡi. Quả nhiên rất nguy hiểm, giang giật hành tẩu tốc độ càng chậm hơn thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới cha xét rõ ràng tình huống chung quanh bất kỳ cái gì địa phương có cấm chế ba động hắn cũng không dám dây vào thậm chí cũng không dám sát lại quá vào một đường tiến lên đại điện này tựa hồ là một đầu rất lớn hành lang đi dòng dã vài dặm giang giật còn không thể dò xét đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cắm đầu hướng phía trước lao nhanh a à, phía trước có một cái tiểu thạch điêu phía trước bên phải trên vách tường có một cái lỗ khảm phía trên trưng bày một tôn nho nhỏ thạch điêu thạch điêu toàn thân xanh biếc, tản ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, điêu khắc cũng là một cái mỹ lệ thiếu nữ, mặc váy da, sinh động như thật, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Không thể động, có cấm chế, nếu không phải tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, Giang giật khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem thạch điêu lấy đi. Giờ phút này hắn có thể tại thạch điêu tán phát lục quang bên trong cảm nhận được cấm chế ba động, hắn không dám lên tham niệm, hắn vào đây cũng không hoàn toàn là là tầm bảo, mà là vì vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Sở dĩ hắn chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, trong lòng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lần nữa đi về phía trước vài dặm, Giang giật lại phát hiện một tòa tiểu thạch điêu, đồng dạng là sinh động như thật nhân vật, bất quá là không đồng dạng con thiếu nữ. Giang giật cũng âm thầm may mắn, may mắn mới vừa rồi không có lên tham nghiệp, bởi vì tòa này thạch điêu phía dưới có hai cỗ hài cốt, hài cốt bên trên rõ ràng có một cái lỗ thủng to, hẳn là bị cột sáng bắn thủng. Bản hoàng đưa các người một câu, chứ có quá tham lam, ở bên trong có thể cảm ngộ một vài thứ, xa xa so đạt được trí bảo càng thực sự. Nhớ tới Phật Hoàng lời nói, Giang giật càng thêm cẩn thận, một đường nhanh chóng tiến lên, dòng dã đi lại nửa canh giờ, hắn tại trên vách đá lại phát hiện một chút bảo vật, tỉ như một chuỗi cốt trâu, một cái treo ở trên vách tường thạch mau, còn có một khối gia thú chiến giáp, phía trên đều có cấm chế ba động. Cái này ba kiện bảo vật phía trước cũng đều có hài cốt, hắn mỗi lần chỉ là dò xét một chút liền trực tiếp đi vòng qua, căn bản không vì bảo vật mà thay đổi. Đến cửa ra, phía trước xuất hiện một cái tối tăm đại môn, Giang giật dò xét đến đại môn không có cấm chế, trực tiếp hướng bên trong phóng đi, trong mắt của hắn bạch quang lóe lên, trước tiên lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. a à, đại điện này thật là khủng khiếp, hắn đi tới một cái mới đại điện, đại điện này quang mang rất sáng, nhưng tầm nhìn có thể đạt tới mấy trăm trượng nhưng Giang giật vì ý dò xét một phen, phát hiện đầy đất đều là hài cốt, ít nhất chết đi có vài chục người. Trường 918 có động thủ hay không? Đại điện giống nhau là hình sợi dài, phía trước không nhìn thấy cuối cùng, mà Giang giật dò xét một phen, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động, cũng không biết những người này là thế nào chết đi. Xương đầu đều có vết rách trên thân nhưng không có còn lại thương thế chẳng lẽ công kích tới còn như đỉnh đầu. Giang giật dò xét đến những này hài cốt xương đầu đều có vết rách, vội vàng hướng đỉnh đầu cảm ứng mà đi, rất nhanh phát hiện đầu đội trời trần nhà bên trên có thạch nhanh lên có cấm chế ba động. Trần nhà giống nhau là bởi từng khối màu đen hình vuông đá bồ tát kiến trúc mà thành, giang giật tựa hồ có một loại minh ngộ, hắn khóa chặt một khối có cấm chế ba động dưới tảng đá lớn mới, lấy ra một cái binh khí hướng tới đối ứng phía dưới trên tảng đá ném đi. Suy suy, quả nhiên, phía trên hòn đá phát sáng lên, một đạo màu trắng lôi điện đột nhiên đánh xuống, biến mất ở phía dưới trên hòn đá, tốc độ nhanh đến giang giật chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang. Giang giật lại lấy ra một chút binh khí, tại bốn phía trên hòn đá ném đi, rất nhanh xác nhận một sự kiện, phía trên có cấm chế ba động hòn đá, một khi phía dưới hòn đá bị xúc động, lập tức lại có lôi điện đánh xuống, mà lại cái này lôi điện uy lực cũng không so cửu thiên thần lôi tranh lệch. Đi, thử mấy lần, giang giật trong lòng nắm chắc, trên thân mở ra lôi hỏa thần thuẫn, huyền thiết chiến giáp hiển hiện bên ngoài thân, hắn thận trọng hướng phía trước đi một bước. An toàn, hắn nhẹ gật đầu, như sau cờ cá ngựa, nhắm mắt lại tại phía trước trên hòn đá nhảy tới nhảy lui, đi đều là không có cấm chế ba động hòn đá một đường đi về phía trước trăm trượng hắn mới thật dài thở dài ra một hơi ám đạo tòa thần miếu này bên trong cấm chế quả nhiên kinh khủng như hắn không phải có thiên nhân hợp nhất trạng thái chết như thế nào cũng không biết nơi này cấm chế rất khéo léo chỉ có rất nhỏ cấm chế ba động giống như thần thức không cường đại người là tuyệt đối dò xét không được mà dò xét không đến cấm chế giống như đi loạn kết cục chỉ có một cái biến thành đất bên trên hải cốt một đường tiến lên giang giật tại vách tường hai bên lại phát hiện rất nhiều bảo vật có thú răng vòng tay, có lóng lánh phù văn yêu thú độc giác, có phù văn lưu chuyển xương thú, còn có một số kỳ dị làm bằng gỗ bảo vật. Duy nhất chỗ tương đồng, những bảo vật này phía trên đều có cấm chế ba động, giang giật rất nhiều lần mặc dù có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn không dám động, thần miếu cấm chế quá kinh khủng, bảo vật mặc dù tốt, nhưng nếu là vì bảo vật, đem mệnh cho liên lụy tựu không đáng giá. Ta không phải vào đây tầm bảo, là vì cầm xuống vũ nghịch cùng cơ thính vũ. Giang giật lần lượt khuyên bảo chính mình, lần lượt trong sự một ngạt tâm tham lam không ngừng tiến lên rốt cục tại sau gần nửa canh giờ lại đã tới đại điện cuối cùng phía trước xuất hiện một cái tối tăm cửa đá vào hắn không có chút gì do dự lần nữa vọt vào cửa đá bạch quang lóe lên sau hắn trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống thân thể cũng không dám động ừm có người hắn cảm ứng được phía trước có rất nhỏ mặt đất ba động bất quá cái này thạch điện tia sáng so với cái thứ nhất còn muốn ám người phía trước khoảng cách cũng xa xôi, hắn căn bản dò xét không đến. Hắn cũng không vội mà dò xét, xem trước một chút bốn phía phải chăng gặp nguy hiểm. Cái này đại điện cũng rất nguy hiểm, bất quá nguy hiểm ở chỗ dưới mặt đất cự thạch, giang giật dò xét đến có chút cự thạch có rất nhỏ ba động, hắn y dạng hỏa hồ lô, lấy ra một cái cấp thấp binh khí hướng phía trước một tảng đá lớn ném đi. Hô hô, cự thạch trong nháy mắt sáng lên, một đạo kinh khủng màu đen hỏa diễm theo trên đá lớn gào thét mà ra, bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng cao, ngọn lửa chui lên đi cao ba, bốn trượng, chờ chỉ chốc lát mới chậm rãi biến mất. Hỏa diễm, Giang giật nhếch miệng cười, hắn không sợ nhất phát hỏa, bất quá cái này hỏa diễm cũng không biết là cái gì cấp bậc, hắn không dám mạo hiểm vậy mà dây vào sờ, lại không dám đi thu lấy, chỉ là từ từ nhắm hai mắt cùng lần trước một đầu nhảy tiến lên. Một bên tiến lên, Giang giật một bên dò xét phía trước tình huống, vừa rồi phía trước mặt đất chuyển đến có chút ba động, hẳn là có người tại tới trước. Giang giật không thể không cẩn thận ứng đối, Phản nhất phía trước là một đám người đâu vẫn là tà phi kiếm vô ảnh bọn người đâu. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm hướng phía trước bôn tàu, đi một hồi lại phát hiện phía trước mặt đất không có ba động. Rất rõ ràng, phía trước hành tàu người tốc độ nhanh hơn hắn, hắn cắn răng một cái tăng nhanh tiến lên tốc độ, tại một nén nhang sau lại cảm ứng được phía trước mặt đất ba động. Quả nhiên có người, bảy tám cái là kiếm vô ảnh. Đuổi một khoảng cách, giang giật bằng vào thiên nhân hợp nhất sốt cuộc dò xét đến người phía trước, Bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, kiếm vô ảnh không phải cùng vũ nghịch bọn hắn đi cùng một chỗ sao bọn hắn không phải có vài chục người sao vì sao chỉ còn lại 7-8 cái. Kiếm vô ảnh đám người cũng không có phát giác được đằng sau có người theo dõi, có 4-5 người không ngừng ném mạnh binh khí, một đường xác định cái nào khối cự thạch an toàn, cái nào khối cự thạch nguy hiểm, đi đường tốc độ rất nhanh. Bọn hắn còn một đường khảo thí trên vách tường treo bảo vật, dùng biện pháp đơn giản nhất, phán đoán nơi đó có nguy hiểm. Giang giật không dám cùng quá gần, cùng kiếm vô ảnh thù hận cũng không phải là quá sâu, giống như phía trước là tà phi, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn. Kiếm vô ảnh cũng mang theo 8 cái thiên quân đỉnh phong, hắn không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Hắc hắc, thiếu ra, phía trước cái kia xương liên cấm chế biến mất, có thể đem tới tay. Một người đột nhiên kêu to lên, giang giật vội vàng dò xét qua đi, vừa vặn nhìn thấy một cái thiên quân đỉnh phong bay đến trên vách tường, đem vào tới xương liên lấy xuống, kiếm vô ảnh rất hài lòng vung tay lên nói, tiếp tục đi, thời gian không nhiều lắm, nhìn xem có thể hay không tiến vào thiên vương điện nghe nói thiên vương điện bên trong thế nhưng là có thượng cổ đại tướng ngưng tụ đạo văn cổ khí, những này xương liên rõ ràng không có đạo văn ngưng kết, uy lực nhiều nhất nhưng so sánh ngụy thần khí. Không đáng tiền, đi, một đám người nhanh chóng tiến lên, giang giật chỉ có thể tiếp tục theo đuôi, vừa đi vừa nghỉ, một nén nhang sau kiếm vô ảnh bọn người thế mà ngừng lại, một người trầm giọng mở miệng nói, phía trước thế nhưng là nghịch công tử. Ha ha ha, một đạo để giang giật toàn thân lông tơ đều dựng đứng thanh âm vang lên, vô ảnh thiếu ra, thế mà đụng phải các ngươi thế nào nhưng có thu hoạch. Vũ nghịch, giang giật cực lực áp chế nội tâm sát cơ, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được rung động, hắn tiềm phục tại góc tường, nói với mình không thể xúc động, bởi vì nghe vũ nghịch bên kia tiếng bước chân, ít nhất có hơn 20 người. Không thu hoạch, đạt được mấy cái cấp thấp cổ khí không có tác dụng gì. Kiếm vô ảnh thanh âm vang lên, cùng đi đi, an toàn một chút nhìn xem lần này truyền tống có thể hay không lại phân khai địa phương quỷ quái này. Kiếm vô ảnh cùng vũ nghịch bọn người rõ ràng lại đi cùng nhau, tiếng bước chân từ từ đi xa, giang giật cắn răng đi theo, tốc độ tăng nhanh mấy phần, muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội đánh lén, đem toàn bộ người đều xử lý, cầm xuống vũ nghịch. Cơ thính vũ quả nhiên tại giang giật rất mau đuổi theo đi lên, cũng dò xét đến vũ nghịch bên người một đạo thân ảnh màu vàng, bọn hắn cùng một chỗ cộng lại quả nhiên đạt đến hơn 30 người, ngoại trừ cơ thính vũ vũ nghịch kiếm vô ảnh, còn lại đều là thiên quân đỉnh phong. Bước chân hắn thả cực nhẹ, cũng không dám tư không kiêng sợ dò xét mọi người, sợ kinh động bọn hắn. Có động thủ hay không? Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, bằng vào thần âm thiên kỹ, hắn đoán chừng ít nhất có hơn phân nửa người sẽ trúng chiêu, lại lợi dụng hồn kiếm chém giết còn lại gần nửa người, thành công cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ. Bất quá như đối phương có linh hồn phòng ngự trí bảo, chặn hắn hồn kiếm, hắn sẽ có có thể bị người liên thủ công kích, cuối cùng chết đi. Liều mạng, hắn rất nhanh cầm xuống chú ý, nơi này khắp nơi đều có hỏa diễm đối với hắn có lợi, giờ phút này không động thủ về sau có thể tự không có có cơ hội. a à, để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là người phía trước thế mà tại từng cái biến mất, hắn dò xét qua đi lại phát hiện phía trước đến cuối cùng, mà vũ nghịch kiếm vô ảnh đám người đã vọt vào trong cửa lớn, biến mất tại cái này đại điện. Truy, các loại chợt tất cả mọi người xông vào trong cửa đá, giang giật thân thể như cuồng long lao đi, đã hạ quyết định quyết tâm động tay, hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. chương 919, Cương Phong Chi Điện, người đâu, Giang giật trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đi vào một cái mới đại điện, nhưng để hắn kinh dị vạn phần là, hắn cũng không có phát hiện vũ nghịch bọn người, vào chính là cùng một cái cửa đá, nhưng phía trước nhưng không có bất luận người nào thân ảnh. Hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái chuẩn bị dò xét thoáng cái nơi xa, lại dọa đến thân thể run lên. Bởi vì hắn ở bên người, cảm ứng được vô số cương phong, nồng nặc dọa người, ít nhất là phía ngoài gấp trăm lần nghìn lần, giống như hắn khẽ động cương phong liền sẽ bị dẫn dắt, coi như hắn mở ra lôi hỏa thần tuấn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. a à, có người, chẳng lẽ là vũ nghịch bọn người, tại hắn hướng phía trước giò xét mà đi lúc, tại hai trăm trượng bên ngoài giò xét đến hai người, hai người kia cũng như đá điêu đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, giang giật cha xét rõ ràng thoáng cái, linh hồn vì đó run lên phía trước hai cái cũng là người quen. Nhưng không phải vũ nghịch kiếm vô ảnh bọn hắn, mà là doãn nhược băng cùng nàng một tên hộ vệ, hạnh tỷ cùng y thiền bọn người lăng thất kiếm bọn người lại không biết đi đâu. Một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, doãn nhược băng kinh nghi thanh âm rất nhanh vang lên, bạch y công tử, tại sao là ngươi? Ây, Giang giật đôi mắt mở ra, rất hiếu kỳ hướng nơi xa trong bóng tối mơ hồ bóng đen nhìn lại, nơi này thần thức không thể dò xét, doãn nhược băng giờ phút này đưa lưng về phía hắn, nàng làm sao có thể dò xét đến là hắn. Mùi thơm, đúng rồi, nhớ tới vừa rồi dị hương, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là hương nữ tộc đặc thù thần thông, hắn thuận miệng giải thích nói, doãn tiểu thư, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết, tùy ý đi tới liền đến tới đây, nơi này tựa hồ rất nguy hiểm ta cảm giác không thể động, khẽ động liền sẽ chết. Đánh bậy đánh bạ tiến vào thần miếu, doãn nhược băng đôi mắt đẹp chấp có chút hoài nghi, dù sao thần miếu có thể chỉ có hôm nay mới có thể đi vào đến, giang giật vận khí như vậy nghịch thiên. Bất quá dù sao tất cả mọi người không động được, chỉ có thể chờ đợi truyền tống ra ngoài, nàng cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, cười khổ giải thích nói, cảm giác của ngươi không sai, tuyệt đối không nên động, đây là cương phong chi điện, chúng ta vận khí đều rất kém cỏi, nơi này cương phong là phía ngoài gấp trăm lần nghìn lần, khẽ động liền sẽ bị dẫn dắt, tiếp theo bị giết. Cho nên chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật tại cái này đứng đấy, chờ mấy canh giờ sau bị truyền tống ra ngoài. Cương phong chi điện, Giang giật khóe miệng cũng lộ ra một tia đắng chát, còn tốt hắn truyền tống vào đến trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất, nếu không nếu là tùy ý đi lại đã sớm chết. Hắn dừng một chút lại hỏi, doãn tiểu thư, hạnh tỷ các nàng đâu còn có y tiểu thư không phải cùng ngươi đi cùng nhau đúng rồi. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy phía trước cũng có người tiến vào cái này đại điện vì sao giờ phút này nhưng không thấy bọn hắn. Doãn nhược băng giải thích nói, thần miếu bên ngoài có mười mấy cái đại điện, mỗi cái đại điện đều có bảo vật, cũng có khác biệt nguy hiểm. Mà có chút lớn ngôn là ngẫu nhiên truyền tống, thiên tỷ tỷ cùng hạnh tỷ các nàng, ta cũng không biết các nàng truyền tống đi đâu tốt, chớ nói chuyện, thân thể tuyệt đối không nên động, nếu không khiên động cương phong chỉ có một con đường chết. Doãn nhược băng sợ giang giật khiên động cương phong, đến lúc đó liên lụy nàng cùng chết, ánh mắt của nàng nhắm lại trầm mặc xuống, biến thành một tôn thạch điêu. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm âm thầm hối hận, sớm biết vừa phát hiện vũ nghịch các nàng lập tức động thủ liền tốt, vô ích bỏ qua cơ hội. Hắn lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng không dám đi dò xét doãn nhược băng bên kia, sợ nàng có chỗ phát giác, hắn lẳng lặng cảm ứng bên người cương phong, nhìn xem có thể hay không có biện pháp, đem cương phong dẫn dắt đi. Giống như không tao ngộ vũ nghịch cơ thính vũ, hắn có lẽ sẽ không nghĩ biện pháp, chờ đợi mấy cái này thời thần trôi qua, trực tiếp truyền tống ra ngoài liền tốt. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội động thủ, hắn lại trần chờ một chút, dẫn đến thắc thất lương cơ, hắn tự nhiên không cam tâm. Doãn nhược băng nói tòa thần miếu này bên trong rất nhiều đại điện đại môn là lập tức truyền tống, doãn nhược băng mang theo 10 người, giờ phút này lại chỉ còn lại hai cái, sở dĩ hắn như đi ra cương phong chi điện, có lẽ có có thể tao ngộ lạc đàn vũ nghịch cùng cơ thính vũ, cơ hội tốt như vậy hắn lại thế nào có thể lại bỏ lỡ. Tính tâm, hắn cương ép khu trừ trong đầu tạp niệm, tinh tế đi cảm ứng cương phong, suy nghĩ biện pháp đem cương phong dẫn dắt đi, nghĩ biện pháp đi ra cái này cương phong đại điện. Cương phong tốc độ nhanh như vậy, lực công kích như vậy hung tàn, làm sao có thể dẫn dắt lái đi cương phong vẫn là vô hình, cái này thần tàm làm sao phán đoán cái nào một tia trong gió ẩn chứa cương phong muốn làm sao mới có thể cương phong dẫn dắt lái đi. Hắn nhớ tới tại phong tuyệt cốc bên trong, dò xét đến thần tàm tại cương phong bên trong phi hành tình huống, nhớ tới tại đường ra thiên cơ thuyền bên trong dò xét đến, cái kia phong hệ lão giả thần kỳ phong hệ đạo văn. Hắn lông mày chăm chú nhân lại, trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, kết hợp với bên người ở khắp mọi nơi cương phong, tinh tế đi cảm mộ, đi thôi diễn, đi xác minh. Phong là vô hình, cương phong cũng là vô hình, gió có thể lưu động, cương phong cũng sẽ theo gió lưu động, phong có thể hủy diệt hết thảy, cương phong cũng có thể hủy diệt hết thảy, chẳng lẽ cương phong là một loại tiến hóa cô động sau phong? Giang giật trong đầu từng cái nghi vấn hiện lên, không ngừng đi suy đoán, đi bác bỏ, đi thôi diễn. Hắn giờ khác này quên đi hết thảy, tự liền xa xa doãn nhược băng đều quên, một lòng yên lặng tại cương phong thế giới bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cái này cương phong chi điện trên tường không có dạ minh châu, cũng không có đèn lồng, sở dĩ bên trong đen kịt một màu ở bên trong cũng rất một ngạt, làm người ta không tự chủ được khủng hoảng, phiền muộn. Một nén nhang, hai nén hương nửa canh giờ, một canh giờ. Doãn nhược băng cảm thấy có chút không thoải mái, nàng vận khí thật không tốt, chỉ là tiến vào một cái đại điện tự bị truyền tống tới nơi này, đã ròng rã hơn hai canh giờ y thiền hạnh tỷ lăng thất kiếm bọn người hoàn toàn không biết đi đâu sẽ hay không tao ngộ nguy hiểm. Nàng đôi mắt nhất chuyển phát hiện Giang giật một canh giờ đều không nhúc nhích sau có chút giải sầu, Hiếu Kỳ mở miệng nói, Bạch Y Công Tử, hôm đó tại Nham Tương Hồ bên ngoài ngươi làm sao không đợi chúng ta a à chúng ta theo Nham Tương Hồ bên trong trở về tìm ngươi thật lâu. Rất xin lỗi, ngươi muốn địa tinh sen cùng hỏa xà lam, ta cũng không có cho tới, chỉ có thiền tỷ tỷ cho tới một gốc địa tinh sen, còn lại đều bị tà phi lấy đi. Doãn nhược băng ẩn giấu đi yêu hoàng sự tình, việc này bản tồn tại quỷ dị, sau đó các nàng còn được hồi trở lại gia tộc chứng thực, thuộc về cao cấp cơ mật đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ cho Giang Giật. Bất quá, để nàng kinh ngạc là, nàng sau khi mở miệng Giang Giật thế mà không có đáp lời. Đợi một hồi, trên người nàng dị hương phúc tán mà ra, hướng Giang Giật bên kia lướt tới, rất nhanh sắc mặt nàng lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì Giang Giật giờ phút này đang đứng bế quan bên trong, đóng lại giác quan thứ sáu, khó trách nàng nói chuyện Giang Giật cũng không để ý tới. Như thế cái kỳ nhân, nguy hiểm như thế địa phương thế mà bế quan tu luyện, như không cẩn thận khiên động cương phong, vậy sẽ vạn kiếp bất phục a. À. Doãn nhược băng khe khẽ thở dài, đôi mắt nhất chuyển có một cái ý niệm trong đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói, như thế một nhân tài, thế mà có thể xông vào thần miếu, quay đầu như có cơ hội, đem hắn mời chào vào Doãn ra đi. Giang giật giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhưng hắn cũng vô dụng cái này trạng thái dò xét bốn phía tình huống, sở dĩ Doãn nhược băng không có phát giác. Nàng đợi một hồi, trên người dị hương lại hướng hộ vệ bên cạnh tìm kiếm, phát hiện nàng đồng dạng quan bế giác quan thứ sáu, tựa như ụ đá con đứng đấy, nội tâm của nàng thở dài, cảm giác có chút kiềm chế cùng phiền muộn. Ha ha ha, một lát sau, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, đem doãn nhược băng thân thể mềm mại dọa đến run lên, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, giang giật cũng phát bị kinh phong kêu to lên, sai, sai. Cương phong không phải phong, ta một mực tiến vào một cái lầm lẫn, cương phong là một loại năng lượng đặc biệt, đó cũng không phải phong, chúng ta đều bị lừa, toàn bộ đông hoàng đại lục người đều bị lừa. Bạch y, người điên rồi sao? Doãn nhược băng trên thân dị hương phúc tán mà đi, làm nàng dò xét đến giang giật cao hứng khoa tay múa chân, mà bốn phía cương phong đều bị khiên động, chậm chậm lưu động lập tức sắc mặt đại biến. Cái này bạch y công tử chính mình muốn chết không sao, vẫn còn muốn kéo lấy các nàng cùng chết a. Cắt cắt chương 920, bất thế kỳ tài. Ông, cương phong quả nhiên bị khiên động, doãn nhược băng cùng bên người cái kia nữ hộ vệ trên người thần thuẫn bị cương phong công kích, quang mang lấp lánh không ngớt, doãn nhược băng một tấm gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, không ngừng kinh hô lên, bạch y, dừng lại. Mau dừng lại, giang giật không chỉ có không có dừng lại, trở tay hai tay múa đến càng ngày càng khoan khoái, vô số cương phong bị hắn dẫn dắt hướng bên cạnh hắn đi vòng quanh, để doãn nhược băng chấn kinh đến không có gì sánh kịp là giang giật thần thuẫn nhẹ nhõm bị phá, nhưng hắn thân thể nhưng không có bất cứ chuyện gì. Mà lại hắn nhắm mắt lại bắt đầu hướng phía trước hành tẩu, hai tay tiếp tục múa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành công đã tới các nàng phụ cận. Bốn phía cương phong tại hai tay của hắn mua phía dưới, bị dẫn dắt hướng hắn di động, hai người thần thuẫn bị công kích tần suất càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không có cương phong công kích bọn hắn. Cái này, trên người nàng dị hương phúc tán mà ra, phát hiện một cái để nàng chấn kinh ngạc sự tình, bên người nàng sở hữu cương phong đều bị giang giật dẫn dắt đi qua, những cái kia cương phong lại toàn bộ tại hai tay của hắn bên trong hội tụ, cuối cùng biến mất tại hai tay của hắn bên trong. Tình huống như thế nào, Doãn nhược băng một đôi mắt to chớp chớp, trắng nõn gương mặt như ngọc thượng phủ hiện hai mặt ửng hồng, nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn qua giang giật tựa như thấy được một cái quái vật. Cương phong hằng cổ đến nay tự có, trong đêm xảy ra đại lục trên không, vào ban ngày kỳ thật cũng có, nhưng chỉ xảy ra vạn lý trên không chung. Kỳ thật cũng có thể hiểu như vậy, cương phong vốn là tồn tại vạn lý trên không chung, nhưng đến trong đêm trên không chung cương phong hội hạ phù, sở dĩ đông hoàng đại lục trong đêm giã ngoại rất khủng bố, gần như không ai dám hành tẩu. Gần nhất mấy chục vạn năm, cửu đế gia tộc rất nhiều người đều đang nghiên cứu cương phong, không có bất kỳ cái gì một người có thể phá giải cương phong, cũng không ai có thể tìm hiểu được cương phong tại sao lại tại trong đêm ra giữa không chung. Đương nhiên, cũng không ít cường giả nghiên cứu cương phong lúc, cảm mộ phong hệ đạo văn, có thể đem cương phong dẫn dắt đi, từ đó tại trong đêm không chung tùy ý hoạt động. Nhưng đó là dẫn dắt, không phải hấp thu. Giang giật giờ phút này lại đem cương phong cho hấp thu khủng bố như thế cương phong giết người ở vô hình coi như bình thường bán thần cường giả đều chịu không được cương phong Giang giật có thể hấp thu người nói Doãn Nhược Băng có thể hay không chấn kinh có thể hay không cảm giác Giang giật là một cái quái vật hắc hắc Giang giật tại lúc này cũng mở mắt nhếch miệng cười nói Doãn tiểu thư không sao đi thôi ta mang các ngươi ra cương phong tri điện chờ chút Doãn Nhược Băng thật sâu hít hai cái khí áp chế nội tâm bất an cùng chấn kinh nàng có chút run âm nói ra, bạch y, ngươi làm như thế nào ngươi có phải hay không đem cương phong cho hấp thu? Không phải, Giang giật nhướng mày, ngừng âm thanh nói ra, ta chỉ là đem cương phong cho hủy diệt, ta cảm ngộ một loại đặc thù đạo văn, có thể đem cương phong tụ tập lại, dùng đặc thù năng lượng hủy diệt. Hủy diệt, doãn nhược băng không tin tưởng, nàng rõ ràng phát hiện những cái kia cương phong tại Giang giật trong tay biến mất, nếu là hủy diệt vì sao không có nửa điểm ba động. Bất quá Giang Giật đã đã nói như vậy, nàng cũng không tốt hỏi nhiều nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua giang giật sau đó vô cùng trang trọng nói ra ta doãn nhược băng doãn ra đời thứ ba trực hệ đệ nhất tiểu thư đại biểu doãn ra chính thức đối bạch y công tử phát ra mời giống như bạch y công tử có thể gia nhập chúng ta doãn ra ta ít nhất có thể bảo chứng ngươi một cái cho phụng chi vị bạch y công tử nếu có yêu cầu khác cứ mở miệng cái gì cũng tốt nói ây giang giật dừng lại bước chân con mắt nhìn chằm chằm doãn nhược băng nhìn mấy lần khẽ mỉm cười nói doãn tiểu thư cảm ơn ngươi hảo ý việc này ta cần cân nhắc một phen, chờ ra luyện ngục phế tích sau lại nói đi. Doãn nhược băng mời chào tới rất đột nhiên, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Chỉ bằng giang giật vừa rồi chiêu này, chỉ sợ cửu đế gia tộc đều sẽ cướp mời chào hắn. Không sai, hắn tại vừa rồi rốt cuộc cảm mộ cương phong, hắn cảm mộ không phải phong hệ đạo văn, mà là triệt để cảm mộ cương phong. Chính như hắn vừa rồi nói cương phong cũng không phải là phong, mà là một loại đặc thù năng lượng, tất cả mọi người đi vào chỗ nhầm lẫn, coi là cái này cương phong là phong, đoán chừng chưa từng có người nào suy nghĩ đến đem cương phong hấp thu. Đúng vậy, hấp thu, hắn lừa gạt doãn nhược băng, hắn cũng không có hủy đi cương phong, mà là đem phía ngoài cương phong hấp thu vào đây, tồn chữ tại đan điền một viên tinh thần bên trong. Cương phong đã không phải phong, mà là một loại đặc thù năng lượng, kia vì sao không thể hấp thu loại này năng lượng. Giang giật vừa rồi trong đầu ý nghĩ này lóe lên qua, liền vô ý thức vận chuyển vô danh công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí hấp thu cương phong, không nghĩ tới cuối cùng thế mà xong rồi. Cái này cương phong bị hấp thu vào đây, cũng không còn là cương phong, mà là một loại vô hình năng lượng, tự động tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Còn như, vì sao vô danh công pháp có thể hấp thu cương phong, vì sao cái này cương phong tiến vào trong thân thể lại biến thành một loại năng lượng kỳ dị, vì sao những năng lượng này không chứa đựng tại thứ 6 khỏa tinh thần, mà là chứa đựng tại thứ 9 khỏa tinh thần. Những vấn đề này giang giật đều không nghĩ ra, doãn nhược băng tại cái này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, còn có ba bốn canh giờ liền bị truyền tống ra ngoài, hắn dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, muốn thông qua cương phong chi điện, nhìn xem có thể hay không tìm tới vũ nghịch bọn người lại nói. Nội tâm của hắn kỳ thật ẩn ẩn có chút kích động, có lẽ lần này có thể hấp thu cương phong, sẽ để cho hắn thực lực có chất đột phá. Nhưng không bao giờ hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu, chỉ có thể chờ đợi ra luyện ngục phế tích lại nói. Trên thực tế, Giang Giật cũng không biết rõ, hắn cũng không phải là cái thứ nhất hấp thu cương phong người, chỉ ít phong tuyệt cốc bên trong thần tàm liền có thể hấp thu cương phong. Đương nhiên điểm này ai cũng không rõ ràng, giang giật khi đó không có cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, doãn nhược băng dị hương cũng không có cách nào theo hỗn nguyên trong tháp phát tán ra, cho nên bọn họ cũng không biết linh lung thần tàm bay ra ngoài, nhưng thật ra là đang hấp thu cương phong bên trong năng lượng. Doãn nhược băng cũng biết nhất thời không vội vàng được, nàng thản nhiên cười nói nhìn qua giang giật nói, bạch y công tử, như băng thành ý ngươi hẳn là có thể cảm thụ được, chờ ra phế tích, như băng sẽ đi tìm ngươi. Giang giật nhẹ gật đầu, nội tâm lại cười nhạo một tiếng, ra phế tích hắn sẽ lập tức cải biến linh hồn khí thức, cải biến bề ngoài lẫn trong đám người chạy đi. Hắn tự nhiên không thể biết đi ra nhập doãn ra, không nói thân phận của hắn bại lộ, doãn ra không chỉ có sẽ không mời chào hắn, sẽ còn đánh giết hắn, liền nói doãn ra không giết hắn, hắn cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì gia tộc. Doãn nhược băng đập thoáng cái hộ vệ bên cạnh, cái sau tỉnh lại đầy mắt mơ hồ, Giang Giật cũng không để ý các nàng, nhắm mắt lại vận chuyển vô danh công pháp, không ngừng hấp thu bốn phía cương phong, cũng mặc kệ những này cương phong sẽ hay không có vấn đề. Trước thông qua cương phong chi điện lại nói, a à, bạch y nữ hộ về kinh dị chỉ vào Giang Giật, Doãn Nhược băng lại truyền âm qua, để nàng cái gì đều đừng hỏi cái gì đều đừng nói. Hai người đi theo Giang Giật từng bước tiến lên, Giang Giật tốc độ càng lúc càng nhanh, đại điện bên trong cương phong toàn bộ bị hắn dẫn dắt hấp thu. Lúc đầu vận công là muốn tĩnh tọa nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Giang Giật phát hiện cương phong vừa tiến vào trong thân thể, sẽ tự động bị thứ 9 khỏa tinh thần hấp thu, căn bản không cần hắn đi thôi động vận chuyển, hắn cũng an nhàn hành tẩu. Sau gần nửa canh giờ, Giang Giật hấp thu mấy chục vạn tia cương phong, đã tới đại điện điểm cuối cùng. Như băng tiểu thư, ta đi trước một bước, ra phế tích lại tìm ngươi. Giang Giật muốn truy sát vũ nghịch cùng cơ thính vũ, tự nhiên không làm cho doãn nhược băng đi theo, hắn tại cửa ra vào rừng một chút nói một câu, thân thể thiểm vào trong cửa đá, biến mất tại doãn nhược băng hai người trong tầm mắt. Tiểu thư, cái này, hộ vệ lúc này mới đầy mắt kinh ngạc mở miệng nói, doãn nhược băng không có vào trong cửa đá, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư, một lát sau mở miệng nói, người cầm giấy bút ghi chép lại, bạch y người này cùng chân dung, đồng thời đem hắn có thể dò xét ngàn dặm phạm vi, thần kỳ xâm nhập thần miếu, còn có thể hấp thu cương phong sự tình kỹ càng ghi chép lại. Người này doãn ra nhất định phải được, đây là một cái bất thế kỳ tài, nếu có thể tu luyện tới thiên quân đỉnh phong, nhân phẩm cũng không tệ lắm, bản tiểu thư đều có thể cân nhắc gả cho hắn. Gia luyện ngục phế tích sẽ không có nửa điểm bên trong ký ức, nhưng chỉ cần ghi chép lại, doãn nhược băng liền có thể căn cứ ghi chép đi tìm giang giật, đồng thời trăm phương ngàn kế mời chào hắn. Gả cho hắn, hộ vệ toàn thân run lên, kinh ngạc nói ra tiểu thư cái này sao có thể coi như người đồng ý, gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Người sai, doãn nhược băng đôi mắt đẹp lóe sáng, rất khẳng định nói ra, gia tộc khẳng định sẽ đồng ý, trên thân người này có quá nhiều chỗ thần kỳ, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai huyền đế, bởi vì năm đó huyền đế liền có thể hấp thu cương phong. chương 921, Thiên Vương Điện, ông, Giang giật cảm giác bạch quang lóe lên, đi tới một cái mới đại điện, đó là cái chân chính đại điện, cùng vừa rồi loại kia tiểu điện khác biệt. Cái này đại điện cũng rất sáng ngời, bốn phía treo cớ quả nhãn dạ Minh Châu, nhưng tầm nhìn đạt đến ngàn trượng. Đại điện này tả hữu hẳn là có ngàn trượng rộng, có cao trăm trượng, ở giữa một đường ngăn cách mấy chục trượng có một sợi to lớn cây cột đá, chống đỡ lấy trần nhà, trên trụ đá có thạch điêu, là một chút cự nhân cùng yêu thú chiến đấu tràng cảnh, điêu khắc đến sinh động như thật, rất sống động. Đây là địa phương nào? Giang giật nhướng mày, cũng không dám loạn động, bốn phía liếc nhìn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu dò xét. Để hắn rất nghi ngờ là, bên trong tòa đại điện này cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động, coi như những cái kia trên trụ đá đồng dạng không có cấm chế ba động hưu hắn vẫn là không dám mạo muội hành động lấy ra mấy cái binh khí hung hăng hướng phụ cận đập tới binh khí cọ sát ra một chỗ hỏa hoa cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì hắn chậm chạp di động nhặt lên binh khí xác định sau khi an toàn chậm rãi tiến lên hắn cũng không dám tới gần những cái kia cây cột đá một đường hướng phía trước bôn tẩu lần này cũng không có hoa phí quá lâu liền đi tới điểm cuối cùng thiên tướng điện thiên thần điện thiên vương điện phía trước cũng không phải là một cái cửa vào mà là ba cái cửa đá khổng lồ mặt trên còn có mấy cái cong vẹo chữ lớn, giang giật phí hết đại sức lực mới nhận ra đến, hắn nhìn xem bên phải cung điện kia đôi mắt sáng lên. Kiếm vô ảnh nói qua nếu là có thể vào thiên vương điện, liền có khả năng đạt được ngưng khắc đạo văn cổ khí, cái này không phải liền là thiên vương điện sao giang giật mặc dù còn là lần đầu tiên nghe nói qua cổ khí, nhưng kiếm vô ảnh đã nói bên trong ngưng khắc đạo văn, vậy khẳng định so thông linh trí bảo càng như xoa. Binh khí là chết, liền xem như thông linh trí bảo cũng chỉ là tăng phúc lực công kích mà thôi, mấu chốt vẫn là phải xem người nắm giữ chiến lược nếu là một cái thần du cảnh võ giả cầm thông linh trí bảo cũng là trà đạp bảo vật cái này cổ khí như thật ngưng tụ đạo văn tại bảo vật bên trên là cùng chỉ cần có thể thôi động bảo vật vậy liền có thể đem bên trong đạo văn thôi động hình thành kinh khủng công kích giống như cường đại cổ khí bên trong ngưng khắc một cái thất tinh bát tinh đạo văn kia phóng xuất ra uy lực tuyệt đối nghịch thiên đương nhiên đây là giang giật chính mình đoán hắn đối với cổ khí nhận biết chỉ là kiếm vô ảnh hai câu nói mà thôi có vào hay không, nhìn qua thiên vương điện đại môn hắn có chút trần chờ hắn vào đây không phải tầm bảo mà là tìm người, thời gian không nhiều lắm, nếu là lãng phí ở tầm bảo bên trên, vậy khẳng định không có lời. Nghĩ gì thế, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái nở nụ cười khổ, hắn căn bản không có đường ra, ngoại trừ nghĩ biện pháp vào cái này ba cái đại điện bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, hắn còn xoắn suýt cái giam A. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái dò xét một phen, phát hiện bên cạnh hai đại môn phía trên có cấm chế ba động, mà cái này thiên vương điện nhưng không có cấm chế ba động, hắn đưa tay đối đại môn đánh ra một đạo nguyên lực. Oanh, đại môn khẽ run lên không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn mày nhăn lại, đại môn mở không ra hắn hổ nghi hướng phía trước đi mấy bước, hai tay đứng vững đại môn dùng sức đẩy, kết quả. Đại môn lại hướng bên trong vô thanh vô tức mở ra. Đi, không có đường có thể đi, hắn chỉ có thể cắn răng hướng bên trong đạp đi, một cước bước vào cảnh vật trước mắt lần nữa cải biến. Lần này tới đến là một cái càng lớn đại điện, mà lại rộng đến không biên giới, nơi này cây cột đá lớn hơn, phía trên thạch điêu bên trên cự nhân trả lại người một loại nhàn nhạt uy áp. Hắn không dám động, dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới nhấc chân hướng phía trước đi đến. Bịch, vừa nhấc chân, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ uy áp đặt ở thân thể của hắn, hắn trọng tâm bất ổn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn đôi mắt mở ra bốn phía liếc nhìn, ám đạo cái địa phương quỷ quái này quá tà môn, trọng lực so bên ngoài lại cường đại gấp trăm lần, hắn đoán chừng đi đường đều có chút khó khăn. Lên, hắn cắn răng gian nan đứng lên, rất kỳ quái chính là, đứng lên sau cũng sẽ không cảm giác được áp lực, nhưng ở nhấc chân lúc loại kia trọng áp lại đột nhiên mà đến, hắn không thể không chậm chạp tiến lên, chân cũng không dám quá cao, cơ hồ là trượt lên trước mặt đi. Không đúng, đi hơn một trăm trượt, giang giật nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn dừng chân lại trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, phía trước khối kia gạch đá có rất nhỏ cấm chế ba động, hắn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, vừa rồi tại bên kia hắn nhưng là không có giỏ xét đến, nếu là một cước đạp lên, đoán chừng giờ phút này đều bị đánh thành cho. Hắn vội vàng hướng bên cạnh di động, một mực tại thiên nhân hợp nhất trạng thái không ngừng tiến lên, hành tàu thời điểm, hắn phát hiện một vấn đề, cái này càng chạy gạch đá bên trên cấm chế càng ngày càng nhiều, cấm chế này tựa hồ cố ý dẫn đạo hắn hướng trái phía trước di động, một nén nhang về sau, Giang giật phát hiện phía trước xuất hiện mười mấy đầu hành lang, mà hắn lại chỉ có thể đi bên trái nhất hành lang, bởi vì hắn cùng hành lang phía trước gạch đá đều có cấm chế ba động. Có ý tứ gì cố ý để cho ta đi đầu này hành lang? Giang giật mở to mắt, hồ nghi nhìn xem đầu này dài đến ngàn trượng hành lang đầy mắt kinh nghi, hành lang rất ngắn, hành lang một phía khác cũng là cũng một cái đại điện, hẳn là nội điện. Cái này hành lang có huyền cơ gì? Giang giật dừng một chút dò xét đến hành lang không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chật vật chuyển bước đi vào trong hành lang, kết quả vừa mới đi vào sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản không có bất kỳ cấm chế gì ba động hành lang, tại thời khắc này phát sáng lên, một cỗ so vừa rồi lớn gấp 10 uy áp ầm vang mà xuống, Giang giật cả người đều dán tại phiến đá bên trên, mặt tựa như bị người dẫm ở cũng tiếp tại phiến đá lên. Ngoá, cái này thượng cổ đại tộc cấm chế làm sao biến thái như vậy trước kia bọn hắn tộc nhân làm sao tiến vào nội điện như thế cường đại trọng lực, muốn bỏ qua cái này hành lang không khác lên trời, hắn coi như liều mạng, đoán chừng không có một cái nào canh giờ khẳng định là bò bất quá. Lui, lui ra ngoài mấu chốt là không có đường đi a, à, tòa thần miếu này bên trong đại điện đều như thế, không có đường lui chỉ có hướng phía trước đi tìm tới lối ra. Ngay tại cái này nằm các loại chờ cuối cùng truyền tống ra ngoài. Giang giật lại dám không cam tâm, thật vất vả tới, không vào nội điện đi xem một chút có cảm giác có chút thiệt thòi, coi như lấy không được bảo vật, ít nhất cũng phải vào xem, đây chính là thượng cổ đại tộc đại nhân vật cung điện. Bò, Giang giật cắn răng bắt đầu bò sát, đã dùng hết toàn lực dùng hai tay hai chân hoạt động mặt đất di động, như thế cường đại trọng lực phía dưới, hắn tốc độ bò nhưng so sánh ốc sen, vốn là muốn một canh giờ bò qua cái này ngàn trượng hành lang, xem tình huống không có một cái nào nửa canh giờ là mơ tưởng bò qua đi. Bò bò bò, hắn cũng cái gì đều mặc kệ, cắn răng hướng phía trước bò sát. Sau nửa canh giờ, hắn nghe phía sau truyền đến có chút tiếng bước chân, nhưng hắn giờ phút này đã bỏ 300 trượng khoảng cách, thần thức không thể dò xét, thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng dò xét không được xa như vậy, hắn chỉ biết là có người đi vào rồi, nhưng lại không biết là ai. Ha ha, nhưng phía sau truyền đến tiếng cười to, cho hắn biết tới là ai, tà phi hào khí vượt mây thanh âm vang lên, các người đều chờ ở tại đây, bản thiếu đi mặc qua cổ thần thông đạo cướp đoạt cổ khí, cái này cổ thần thông đạo tiến vào càng nhiều người, trọng lực càng cường đại, các người đều chớ đi ha 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 tà phi thanh âm vừa mới vang lên không lâu đằng sau lại truyền tới một đạo tiếng cười to giang giật trong mắt sát khí lập tức lóe lên vũ nghịch thế mà cũng tiến vào vũ nghịch tiếng cười to rất nhanh vang lên các ngươi đều chờ ở tại đây bảo vệ tốt thính vũ xem ta như thế nào xuyên qua cổ thần thông đạo đạt được thiên vương cổ khí tà phi muốn có được cổ khí tự xem ai tốc độ nhanh hơn tà phi vũ nghịch muốn làm đến cổ khí giang giật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh hắn thân thể cấp tốc uốn éo, liều mạng hướng phía trước bỏ đi, hai cái đại cử nhân ở trước mắt, hắn lại như thế nào sẽ để cho hai người độc chiếm dị bảo. chương 922, Cổ thần thông đạo, không chỉ là tà phi vũ nghịch tới, kiếm vô ảnh đồ long cũng tới, bọn hắn đều để riêng phần mình thủ hạ tại ngoại điện chờ lấy, chính mình tự thân lên trận sông sáo hành lang. Cửu đế gia tộc tử đệ từng cái lòng cao hơn trời, trong khung có không phục sức lực, tà phi đã dám một người sông cổ thần thông đạo, bọn hắn như thế nào lại yếu thế. Theo các gia tộc ghi chép, cổ thần thông đạo tiến vào càng nhiều người, trọng lực càng mạnh. Các gia tộc hiếu gia đều hạ lệnh, mọi người tự nhiên không dám động. Cái này phía ngoài cấm chế cũng rất kỳ quái. Mỗi một cái muốn đi cổ thần thông đạo người cấm chế đều sẽ cố ý dẫn đạo để hắn đi khác biệt thông đạo. Sở hữu bốn người phân biệt đi một đầu không thông hành lang cũng đều không có phát hiện bên trái nhất giang giật. A, à, bọn hắn không có phát hiện. Nhà bọn hắn tộc nhân lại thấy được giang giật. Rất nhiều người tại ngoài thông đạo đứng thẳng một người kinh hô lên, phi thiếu, bên trái trong thông đạo có người. Muốn hay không giết, cái này là ai làm sao chưa từng thấy đây không phải cửu đế gia tộc người. Hắn là thế nào tiến vào thần miếu, xử lý hắn, một đám người đều vỡ tổ, giang giật tất cả mọi người chưa thấy qua, thần miếu bí mật chỉ có cửu đế gia tộc và thượng cổ thế gia biết rõ, giang giật một người xa lạ có thể đi vào, bản thân cái này liền là một kiện chuyện rất quỷ dị. Cơ thính vũ nhìn xa xa giang giật, trong mắt cũng lộ ra một vòng lãnh ý, bởi vì giang giật đã bỏ lên một phần ba khoảng cách, như cho giang giật trước bỏ qua cổ thần thông đạo, bên trong cổ khí đem rất có thể bị giang giật đoạt được. Cái, a, à, giết hắn, tà phi thanh âm rất nhanh truyền ra, đằng sau hai chữ kia cơ hồ là từ trong hàm giang đụng tới. Tà phi cùng vũ nghịch mấy người cũng đang bỏ đi, bất quá bởi vì nhục thể cùng cảnh giới so giang giật mạnh, sở dĩ tốc độ bỏ so giang giật nhanh hơn một chút. Tất cả chớ động, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, doãn nhược băng cũng truyền tống tới nàng lãnh mâu trở lấy nơi xa đan chúng nhân nói, đó là chúng ta doãn ra người, các ngươi ai dám động đến thử một chút. Ây, toàn bộ cũng không dám động, doãn nhược băng đã nói như vậy, coi như giang giật trước kia không ai thấy qua, cho dù có hoài nghi, cũng không dám tùy ý động thủ. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, bảy tám đạo nhân ảnh bị truyền tống tới, doãn nhược băng ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói thiền tỷ tỷ, tiểu nhã, thất kiếm huynh, hạnh tỷ, các ngươi không có việc gì liền tốt. Rốt cục đến Thiên Vương Điện, Y Thiền hướng Doãn Nhược băng nhẹ gật đầu, đôi mắt hướng phía trước nhìn lại, trong mắt đẹp đều là cực nóng, trên người nàng lôi điện lấp lánh, nhanh chân hướng phía trước đi đến, nàng hành tẩu rất ổn trọng, tựa hồ đối với cái này Thiên Vương Điện hiểu rất rõ. Trên người nàng lôi điện lấp lánh, thỉnh thoảng có lôi điện đánh vào phía trước gạch đá bên trên, nhẹ nhõm phán đoán gạch đá bên trên phải chăng có cấm chế, chỉ là thời gian một nén nhang liền đi tới một đầu hành lang bên trên, nàng nhanh chân hướng phía trước bước đi. Oanh trọng lực không thể tránh né đặt ở trên người nàng nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là y thiền không có bị áp đến mặc dù hai chân một mực tại run lên mặc dù thân thể mềm mại run không ngừng mặc dù cõng đều bị ép tới cong xuống dưới nhưng nàng chính là không có ngã xuống nhẹ nhàng khẽ động bước chân từng điểm từng điểm hướng phía trước hành tẩu tốc độ so không tả phi bọn người chậm ngược lại còn nhanh hơn một tia bên kia lăng thất kiếm cũng làm cho thủ hạ bảo hộ lăng thi nhã nhanh chóng tiến vào một cái thông đạo hắn không có y thiền mạnh như vậy, cùng tà phi bọn người giống nhau là bò đi vào. Tại lăng thất kiếm tiến vào thông đạo về sau, ngoại điện quang mang lóe lên, giả ưng mang theo hơn 10 người cũng tới đến thiên vương điện, bốn phía quan sát một phen, giả ưng cùng lúc ra một cái thiếu ra hướng hành lang phóng đi. Doãn nhược băng không nhúc nhích, nàng là nữ tử thân phận, nàng cũng không có y thiền thực lực, tiến vào hành lang nhất định phải bỏ sát. Một cái thiên kim đại tiểu thư, ngay trước rất nhiều người mặt, chồng mông lên trên mặt đất bò, Loại chuyện này nàng còn không làm được. Thiên Vương Điện có thể đi vào nhiều người như vậy, trên thực tế cũng không phải là Doãn Nhược Băng lừa gạt Giang Giật. Trong lịch sử cửu đế gia tộc có thể đi vào Thiên Vương Điện người cũng lác đác không có mấy, mà lại những người kia cuối cùng đều không có thời gian đi qua Thông Đạo. Lần này sở dĩ thuận lợi như vậy đều đã tới Thiên Vương Điện, truy cứu nguyên nhân kỳ thật đều muốn cảm tạ Giang Giật. Bởi vì muốn đến Thiên Vương Điện đều phải xuyên qua Cương Phong Chi Điện, mà Cương Phong Chi Điện là bên ngoài bên trong cung điện nhỏ nguy hiểm nhất. Giang giật tại vừa rồi đem cương phong chi trong điện cương phong đều hấp thu, mọi người mới có thể thành công đến thiên vương điện. Doãn nhược băng cũng xuyên qua cương phong chi điện, nhưng nàng đến mức như thế chi chậm, là bởi vì nàng ở giữa vẻn vẹn xuyên qua một cái đại điện, nàng cũng không có cùng giang giật đồng dạng trực tiếp truyền tống đến thiên vương điện, mà là lần nữa xuyên qua bốn cái đại điện cuối cùng mới đi đến nơi đây. Cổ khí, không biết bạch y phải chăng có thể được đến trong truyền thuyết thượng cổ đại tướng cổ khí. Doãn nhược băng nhìn qua nơi xa có chút mơ hồ bóng lưng, đôi mắt lóe sáng lóe sáng. Nàng không có cơ hội đạt được cổ khí, Giang Giật có thể được đến cổ khí nội tâm của nàng cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì trong lòng nàng Giang Giật đã nhất định là doãn ra người. Cửu đế gia tộc muốn mời chào một cái thân phận phổ thông thanh niên, đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao nàng đối với mình cũng rất có lòng tin, thiên hạ chỉ sợ cũng không có nam nhân có thể cự tuyệt hương nữ tộc dụ hoặc a. À. Hô hô, Giang Giật rất khổ bức, toàn thân cơ bắp đều cảm giác như tê liệt thống khổ, tay hắn khuỷu tay cùng đầu gối cũng bị ma ra máu, sau lưng một đầu rất rõ ràng vết máu, huyền vũ giáp phòng ngự rất cường đại, nhưng cũng không chịu nổi hắn nhục thể cường độ như thế ma sát. Bởi vì đổ máu cùng thể lực tiêu hao quá lớn, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi bắt đầu giảm bớt. Hắn tổng hợp chiến lực rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng không cao, nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tam trọng, nhục thể nhiều nhất thiên quân ngũ trọng. Mà tà phi lại là thiên quân đỉnh phong, y thiền đoán chừng cũng đạt tới thiên quân đỉnh phong, còn lại công tử đồng phục thượng giai thiên quân. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng cách truyền tống ra ngoài chỉ có một canh giờ, Giang giật bò tới hơn một nửa một điểm, tà phi cái sau vượt cái trước, đã vượt qua hắn, kiếm vô ảnh thực lực mới là thượng giai thiên quân, nhưng tốc độ thật nhanh, cũng cùng Giang giật cân bằng. Y thiền rất biến thái, chỉ so với Giang giật kém một chút, mà lại nàng từ đầu đến cuối đều là đứng đấy. Bất quá toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, đằng sau đường cong linh lung nửa thấu, thấy rất nhiều người một mảnh lửa nóng lại đằng sau liền là đồ long cùng vũ nghịch, lăng thất kiếm thực lực tranh lệch điểm, dạ ưng cùng lúc ra công tử tới tương đối trễ, treo ở đằng sau. Một nén nhang, hai nén hương, doãn nhược băng trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm, bởi vì không chỉ tà phi cùng y thiền siêu việt giang giật, tụ liền kiếm vô ảnh cùng vũ nghịch cũng vượt qua giang giật rất nhiều, đoán chừng các loại chờ giang giật đi vào nội điện, không còn có cái gì nữa. Bạch y, người hấp thu cương phong chi điện cương phong, xem ra lại là muốn tiện nghi tả phi đám người thiền tỷ tỷ cố lên, đem toàn bộ cổ khí đều cầm xuống, không thể tiện nghi tả phi cái này hỗn đản. Doãn nhược băng nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, đối với giang giật nàng là triệt để không ôm hy vọng, bởi vì giang giật tốc độ càng ngày càng chậm, rất có thể chờ hắn vừa mới xuyên qua cổ thần thông đạo, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mấy đầu thông đạo phía trước, cũng đứng đấy các gia tộc thanh niên võ giả, bọn hắn cũng không có đi theo bọn hắn công tử đi vào, người vào càng nhiều, bên trong trọng lực càng lớn, có thể hay không đạt được cổ khí, tự xem bọn hắn ra công tử tạo hóa. Ha ha ha, phi thiếu thông qua được, một nén nhang về sau, tà ra người cười ha hả hạnh tỷ vào thời khắc ấy đôi mắt sáng lên, cũng kinh hô lên, y tiểu thư cũng thông qua được. Doãn nhược băng hướng giang giật bên kia nhìn một cái, nhìn thấy hắn còn có trăm trượng khoảng cách, thời gian lại vẻn vẹn không đến ba nén hương thời gian, nàng cười khổ một tiếng nói, bạch y không có hy vọng, chuẩn bị truyền tống ra ngoài đi. Trường 923, đoạt cổ khí, Tà Phi Y Thiền xuyên qua hành lang, Giang giật nghe phía sau tiếng huyên náo, kém chút đều từ bỏ bò, bò, tại quỷ này trong thông đạo bò sát quá mệt mỏi, cũng cảm giác có một tòa đại sơn tại tới trước. Phía sau hắn là một đầu màu nâu đỏ thanh máu, giờ phút này đầu gối cùng tay khớp nối còn tại đổ máu, mất máu quá nhiều để hắn càng ngày càng mỏi mệt. Ha ha, vô ảnh thiếu ra cũng xuyên qua, nghịch công tử cũng đi qua, nghịch công tử mau mau, cầm xuống một kiện cổ khí. Long công tử, nhanh lên, người còn kém một điểm, chịu đựng. Bên tai có ẩn ẩn truyền đến thanh âm, giang giật trong mắt sát cơ lóe lên, vũ nghịch vậy mà cũng thông qua được nghĩ đến vũ nghịch nếu là đạt được cổ khí, thực lực hội gấp bội tăng lên, đến lúc đó muốn bắt lại hắn hội càng khó khăn, giang giật đỏ ngầu cả mắt. Đi, hắn cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, điên cuồng bắt đầu bò sát, tốc độ thoáng cái đạt đến gấp đôi, mà lại càng lúc càng nhanh, trăm trường khoảng cách vốn cần mấy nén nhang, hắn vẻn vẹn tại một nén dưới hương thời gian tựu sẽ liền xông ra ngoài, a à, phía ngoài doãn nhược băng cùng hạnh tỷ bọn người đôi mắt đều phát sáng lên hạnh tỷ tán thưởng lẩm bẩm nói cái này bạch y ý chí lực tốt cường đại thế mà hoàn toàn không để ý thân thể tăng tốc đi tới giờ phút này hắn nội tạng đoán chừng đều bị chấn động đạt được màu a doãn nhược băng gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia đỏ tươi nhìn quanh nơi xa giang giật dần dần biến mất thân ảnh nói thầm còn có một nén dưới hương tự xem bạch y phải chăng có thể được đến cổ khí hắn nếu có thể có được cổ khí gia tộc sẽ càng thêm coi trọng hắn Ây, đem leo ra thông đạo một khắc này, Giang giật phát hiện cảnh sắc trước mắt thế mà đại biến dạng, cũng không phải là bên ngoài nhìn thấy cảnh sắc, mà là đi tới một cái mới đại điện. Bên trong đại điện này sáng như ban ngày, nhưng tầm nhìn rất mạnh, một chút có thể xem thấu sở hữu cảnh quan, hắn cũng nhìn thấy tả phi vũ nghịch kiếm vô ảnh y thiền đồ long. Hô hô, năm người tiền hậu bất nhất, toàn bộ đều tại phóng thích riêng phần mình pháp bảo cùng thần thông chậm rãi tiến lên, tà phi cùng y thiền đi ở trước nhất, tà phi bên người một cái cự đại xương đầu bên trên phủ văn lưu truyền, vần quanh hắn không ngừng phi hành. Kỳ thiền trên thân lôi điện gào thét, đưa nàng tầng tầng bao khỏa đi vào, đằng sau kiếm vô ảnh trên người câu hồn sáo cũng vây quanh hắn nhanh chóng xoay quanh. Vũ nghịch bên người có bảy viên hạt châu màu xanh sẫm bay múa, đem hắn toàn thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Đồ long biến thân, nửa người dưới vẫn là người, nửa người trên lại là một mực to lớn màu xám bạo hùng, còn có một đầu như sắt thép đuôi dài, toàn thân da lông đều đang nhấp nháy lấy phủ văn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy những cái kia phù văn ngưng tụ từng cái kỳ dị quái thú, rất là thần kỳ. Cổ khí, giang giật theo mọi người phương hướng hướng nơi xa nhìn lại, thấy được mấy ngàn trượng bên ngoài có một tòa băng phong vương tọa, vương tọa ngồi lấy một tôn cao tới bốn trượng hài cốt, tựa như thượng cổ thần để thần thể. Hài cốt trên đầu còn có một cái vương miện, mà hài cốt trong tay kéo lấy một cái cự đại thạch lô, thạch lô là màu xanh đen, phía trên cũng không có phù văn lưu truyền, mà là khắc họa lấy rất nhiều thần bí đồ văn, kia đồ văn tựa hồ có được lực lượng vô danh, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Bọn hắn vì sao đi chậm như vậy phía trước có cái gì? Giang giật hiếu kỳ nhìn mấy lần, lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, rất nhanh linh hồn hắn chấn động, thân thể đều kích động đến run rẩy lên, bởi vì cái này đại điện bên trong có cương phong, cùng cương phong chi điện không sai biệt lắm nồng đậm cương phong. Cương phong, hắn không sợ nhất liền là cương phong, đoạt cổ khí, vẫn là cầm xuống vũ nghịch. Giang giật trong đầu nhanh chóng vận chuyển, vũ nghịch đang ở trước mắt, cổ khí hắn phải lấy được tay cũng dễ như trở bàn tay, hắn đôi mắt chuyển động một vòng, cuối cùng ngoan tâm không đi quản kia cổ khí, cầm xuống vũ nghịch trọng yếu nhất. Bảo vật lại quý giá, đó cũng là bảo vật, chỉ là tăng cường thực lực một loại thủ đoạn, cầm xuống vũ nghịch lại có thể đổi tô như tuyết. Tô như tuyết đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không sánh nổi. Hưu, hai tay của hắn múa, thân thể như cuồng long hướng phía trước chạy đi, bắn thẳng đến vũ nghịch. Cái này nội điện đồng dạng có trọng lực, nhưng cùng ngoại điện hành lang so sánh kém xa, phải cùng luyện ngục phế thích địa phương còn lại không sai biệt lắm. Giang giật tốc độ cũng có thể đạt tới thần du cảnh, thân thể của hắn bên ngoài huyền thiết giáp hiển hiện, hai tay điên cuồng múa, vận chuyển vô danh công pháp hấp thu phụ cận cương phong. Cổ thần nguyên giới lóe lên lóe lên, huyền thiết kiếm cùng nguyễn kiếm tùy thời chuẩn bị xuất hiện, thời khắc tất yếu coi như bại lộ thần âm thiên kỹ hắn cũng ở đây không tiếc. Tốc độ của hắn so sánh mọi người quá nhanh quá nhanh, bởi vì hắn căn bản không cần cố kỵ cương phong, mọi người muốn tiến lên lại nhất định phải chú ý cẩn thận thanh trừ phía trước cương phong mới có thể tiến lên. Hai ngàn trượng, một ngàn trượng, tám trăm trượng, giang giật đến đánh thức mọi người, ngay từ đầu tất cả mọi người cũng không thèm để ý, trong mắt chỉ có phía trước băng phong vương tỏa bên trên cái kia thượng cổ đại tướng trong tay cổ khí, giờ phút này nghe phía sau nồng đậm tiếng bước chân tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu a à, quét xuống một cái năm người đôi mắt cũng hơi co rụt lại bởi vì giang giật tốc độ quá nhanh đằng sau mặc dù rất nhiều cương phong bị mọi người dọn dẹp nhưng giang giật không có khả năng xông đến nhanh như vậy cương phong thế nhưng là hội có chút lưu động bọn hắn thần thức cũng đều rất cường đại có thể tin tưởng dò xét đến giang giật phía trước có rất nhiều cương phong tình huống như thế nào tất cả mọi người không nghĩ ra cũng đều đình chỉ tiến lên toàn bộ ánh mắt khóa chặt giang giật kia hai cái vung vẩy tay, bởi vì các nàng dò xét đến, phụ cận cương phong đều hướng hai cánh tay hội tụ mà đi, cuối cùng. Biến mất, cái này bạch y còn có như thế thần kỹ hắn giống như có thể hấp thu cương phong. Y thiền đôi mắt đẹp chớp, bày ra đến dọa người, lập tức nhìn thấy vũ nghịch bên người bảy viên hạt châu màu xanh sẫm bên trong có ba viên bay múa, kiếm vô ảnh cũng bắt lấy câu hồn sáo bắt đầu thổi, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, truyền âm qua, bạch y, cẩn thận. Y thiền truyền âm đã muộn, một đạo như có như không tiếng địch truyền vào giang giật trong tai, đầu óc hắn vào thời khắc ấy tựa như bị xét đánh, tiếp lấy vũ nghịch ba viên hạt châu hung hăng đánh vào trên người hắn. Phanh, phanh phanh phanh, giang giật thân thể như phá bao tải hướng về sau mới đập xuống ra ngoài, huyền thiết giáp bên trên quang mang đại thịnh, rõ ràng có ba cái điểm móc méo đi vào, giang giật bên trong trong xương cũng bị đánh gãy ba cái, nội tạng càng là hoàn toàn đánh rách tả tơi. Hô hô, bị đánh trúng một khắc này, hắn trước tiên đánh thức, cứ việc toàn thân như tê liệt thống khổ, nhưng hắn hai tay không có đình chỉ muốn tiếp tục hấp thu cương phong, bằng không hắn thân thể sẽ bị cương phong xoắn thành mảnh vỡ. Oanh, hắn thân thể bị nện ra ngoài mấy trăm trượng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô ảnh trong tay cây sáo. Cái này câu hồn sáo hắn nghe nói qua, kia là kiếm đế thành danh binh khí, thổi lúc ngay tại phóng thích kinh khủng thần âm thiên kỹ, cái này thần âm thiên kỹ so với hắn mãnh liệt nhiều, dùng linh hồn của hắn cường độ căn bản ngăn không được phóng thích thần âm thiên kỹ. Giang giật trần chờ, nếu là ở bên ngoài hắn tuyệt đối có lòng tin, để tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, nhưng nơi này không gian quá vững chắc, cũng gián tiếp suy yếu thần âm thiên kỹ uy lực, kiếm vô ảnh phóng thích câu hồn âm, hắn căn bản là không có cách tới gần vũ nghịch, uy lực càng kém. Mà lại vũ nghịch đám người linh hồn cường độ khẳng định không kém, nếu là không bị ảnh hưởng, vậy liền vô ích bại lộ. Bại lộ không đáng sợ, đáng sợ liền là bại lộ thân phận, còn bắt không được vũ nghịch. Gia luyện ngục phế tích hội không có ký ức, nhưng hắn một bài lộ thân phận, mọi người khẳng định sẽ dùng giấy bút ghi chép sang giật hai chữ. Đến lúc đó Phật Hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ luyện ngục phế tích bên ngoài đều giới nghiêm từng cái loại bỏ, hắn cũng rất có thể bị hội bắt. Giống như cầm xuống vũ nghịch, có con tin hắn ngược lại là cũng không thế nào e ngại, vấn đề là giống như có khả năng bắt không được. Cổ khí, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xa cổ khí nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Bắt không được vũ nghịch, vậy trước tiên cầm xuống cổ khí, chỉ ít không thể để cho tà phi bọn người đạt được. Mà lại cầm xuống cổ khí, vạn nhất có thể trong nháy mắt luyện hóa, hắn thực lực cũng sẽ phóng đại, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cầm xuống vũ nghịch. Xong, hắn một tay vỗ dưới mặt đất, thân thể bắn lên, vận chuyển vô danh công pháp hai tay múa, hướng bên cạnh như thiểm điện phóng đi. Tà phi bọn người khoảng cách cổ khí còn có hơn 2.000 trượng khoảng cách, hắn hoàn toàn có thể theo bên cạnh vòng qua mọi người, trực tiếp đi băng phong vương tỏa chương 924, ngươi chính là chúa tể. Ừm không được, mọi người quét qua giang giật, nhìn thấy hắn hướng bên trái nhanh chóng hướng về đi, toàn bộ sắc mặt biến. Tại cái này luyện ngục phế thích bên trong không gian đặc biệt vững chắc, trọng lực là phía ngoài nghìn lần, sở hữu mọi người lực công kích đều bị áp chế, giang giật vòng qua bọn hắn tiến lên, khoảng cách xa như vậy, chờ bọn hắn công kích đánh tới, đoán chừng giang giật đã sớm né tránh. Mà lại mọi người cũng không dám lung tung công kích, vừa rồi kiếm vô ảnh cùng vũ nghịch liên thủ suất kích đều khống chế uy lực sợ xúc động trong này ẩn tàng cấm chế trong thần miếu cấm chế kinh khủng nhất một khi xúc động tất cả mọi người muốn chết nhìn thấy giang giật nhẹ nhóm vòng qua mọi người hướng băng phong vương tỏa phóng đi tà phi bọn người sắc mặt đại biến bọn hắn rời đi cổ khí còn có hơn 2 ngàn trượng coi như bằng nhanh nhất tốc độ cũng muốn thời gian một nén nhang giang giật lại cũng chỉ cần nửa nén hương không đến cửu đế gia tộc đồng khí liên chi cái này cổ khí là tà phi cầm tới hoặc là kiếm vô ảnh y thiền lấy được, tất cả mọi người sẽ không như thế nổi giận. Cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đem tới tay, mặc dù Doãn Nhược Băng nói là nhà bọn hắn người, nhưng tất cả mọi người không tin, mọi người rất rõ ràng Doãn Nhược Băng chưa từng mang nam hộ vệ. Y thiền ngược lại là không quan trọng, nàng một mực là dạng này tính tình, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chỉ cần hết sức là được, sau cùng kết cục không trọng yếu, cho Giang Giật nắm bắt tới tay, dù sao cũng so tà phi bọn người cầm trong nội tâm nàng hội dễ chịu một chút dù sao giang giật thiếu một món nợ ân tình của nàng đâu ngăn lại hắn tà phi hét lớn kiếm vô ảnh câu hồn sáo dương lên lần nữa thổi hắn cái này cây sáo rất kỳ quái thổi lúc cũng không có âm thanh phát ra chỉ có phía trước một đầu tuyến không gian có chút ba động sóng âm phúc tán mà đi đem băng phong vương tỏa bốn phía không gian bao phủ phía trước tà phi bọn người lại cũng không bị ảnh hưởng lại tới Giang giật trong tai nghe được một đạo như có như không thanh âm, đầu thoáng cái từng đợt đau nhức, hắn dọa đến thân thể run lên, không dám như thế nhanh chóng bôn tẩu, nếu không vạn nhất ngừng vận chuyển vô danh công pháp, không cách nào hấp thu cương phong, hắn sẽ chết rất thảm. Xem ra của ta thần âm thiên kỹ đối bọn hắn hiệu quả không lớn. Câu hồn sáo truyền đến thanh âm rõ ràng so với hắn thần âm thiên kỹ cường đại hơn nhiều, rời đi khoảng cách xa như vậy, câu hồn sáo đều đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn, có thể thấy được luyện ngục phế tích bên trong đối với các loại công kích đều có áp chế. Hắn thần âm thiên kỹ trừ phi tại mọi người phụ cận trăm trượng phóng thích, nếu không hiệu quả không lớn. Nhưng mọi người sẽ cho hắn tới gần trăm trượng khoảng cách. Sở dĩ hắn cắn răng, càng thêm kiên định cầm xuống cổ khí quyết tâm, hắn vừa đi vừa nghỉ, tinh thần cao độ tập trung, một khi có tiếng địch vang lên lập tức dừng lại, chờ tiếng địch biến mất thì nhanh chóng bôn tẩu. Cùng một chỗ công kích, giết hắn, mặc dù vừa đi vừa nghỉ, nhưng giang giật tốc độ vẫn như cũ so mọi người nhanh rất nhiều, tà phi rất rõ ràng giống như không ngăn trở giang giật, cuối cùng cổ khí sẽ bị hắn cướp đoạt. Sở dĩ hắn dứt khoát không đi, khống chế cái kia to lớn đầu lâu hướng giang giật bay tới, hung hăng hướng đầu hắn đập tới. Đi, vũ nghịch trong mắt sát cơ lóe lên, giang giật vừa rồi nhìn chầm chầm vào hắn, mà lại trong mắt sát ý rất là rõ ràng. Hắn không biết cùng giang giật có cái gì ân oán nhưng đã giang giật muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bên cạnh hắn bảy viên hạt châu lưu lại ba viên, còn lại bốn khỏa hóa thành hồng quang hướng giang giật bay đi, quyết định triệt để diệt sát hắn. Đồ Long không nhúc nhích, hắn am hiểu đánh gần, xa như thế khoảng cách, trừ phi hắn phóng thích nguyên lực công kích cuồng oanh loạn tạc. Bất quá dễ dàng như vậy xúc động cấm chế, mọi người cùng nhau xong đời. Hắn một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm giang giật, khóe miệng đều là lạnh ý, bọn hắn không có được đồ vật, giang giật cũng đừng hòng đạt được. Y thiền cũng không nhúc nhích, nàng sẽ không công kích giang giật, nhưng cũng sẽ không giúp giang giật, nàng tiếp tục chậm chạp tiến lên, thờ ơ lạnh nhạt. Mã lạc qua bích, nhìn thấy một cái cửa đại xương đầu cùng bốn cái hạt châu bay tới, giang giật âm thầm chửi mẹ, nhưng đầu lâu này cùng hạt châu đều là thông linh trí bảo, hắn không thể không lui, nếu không không nói bị nện chết, ít nhất cũng là trọng thương, rốt cuộc không có cách nào đạt được cổ khí. Hắn một bên nhanh chóng lui nhanh, đôi mắt một bên chuyển động, rất nhanh trong lòng hơi động, hướng trái hậu phương một cái cây cột đá phóng đi, cây cột đá bên trên khẳng định có cấm chế, tà phi bọn người dám công kích, đem rất có thể xúc động cấm chế. quả nhiên, tà phi đôi mắt có rụt lại, trong tay kết ấn nhanh chóng khống chế xương đầu dừng lại, không dám tiếp tục đuổi giết giang giật. nếu không đập chết giang giật là chuyện nhỏ, xúc động cấm chế cái kia chính là đại sự. khoảng cách quá xa, vũ nghịch khống chế bốn cái hạt châu cũng có chút khó khăn, giang giật vây quanh cây cột đá du tẩu, không cẩn thận hạt châu coi như hội đập chúng cây cột đá. hư, vũ nghịch lạnh lùng hừ một cái khống chế hạt châu tại giang giật bên ngoài ba trượng lơ lửng, chỉ cần giang giật dám rời đi cây cột đá hắn đem lập tức công kích. Tà phi âm thầm gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng cùng vũ nghịch truyền âm hai câu, cái kia to lớn đầu lâu bay tới, tiếp tục tại chiều phía trước lao nhanh. Dựa vào, giang giật buồn bực thổ huyết, vũ nghịch bốn khỏa hạt châu lơ lửng ở bên cạnh hắn không xa, hắn vừa rời đi cây cột đá liền sẽ bị công kích, chẳng khác gì là bị vây chết ở nơi này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tà phi kiếm vô ảnh y thiền đến cướp đoạt cổ khí Kiếm vô ảnh cũng không còn thổi cây sáo chậm rãi tiến lên, vũ nghịch dứt khoát không đi, cũng không biết tà phi cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì. Hắn tự khống chế bốn khỏa hạt châu nhìn chằm chằm giang giật, nhìn xem tà phi bọn người từng bước tới gần băng phong vương tỏa. Y thiền tranh khẩu khí A, giang giật không cách nào, chỉ có thể hy vọng y thiền đạt được cổ khí, nếu không tà phi cùng kiếm vô ảnh đạt được cổ khí, nội tâm của hắn đều sẽ cực kỳ khó chịu. Y thiền so tà phi kiếm vô ảnh đều nhanh một tia, giờ phút này đã tới gần cổ khí 800 trượng khoảng cách, Tạp phi còn tại 1.000 trượng bên ngoài, kiếm vô ảnh thì tại 1.200 trượng bên ngoài, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cổ khí hẳn là y thiền đoạt được. Ngoài ý muốn rất nhanh phát sinh, vũ nghịch bên người ba cái hạt châu đột nhiên động một cái, đột nhiên hướng y thiền bay đi, giang giật đôi mắt co rụt lại, vội vàng truyền âm qua, y tiểu thư, cẩn thận, vũ nghịch đánh lén ngươi. Âm, um, giang giật nhắc nhở căn bản vô dụng, y thiền bên người cương phong nhiều lắm, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại vũ nghịch rời đi nàng cũng không xa, đột nhiên đánh lén phía dưới, nàng thần thuẫn bỗng chốc bị đập phá, thân thể mềm mại đột nhiên bị đụng bay ra ngoài. Cũng may y thiền lâm nguy không sợ, bên ngoài thân lôi điện cũng không có tán loạn, vẫn như cố quay chung quanh nàng thân thể nhanh chóng lấp lánh, đem bốn phía cương phong tiêu hao hết. Vũ nghịch công kích cũng không phải nàng phía sau lưng, mà là bên nàng thân, cho nên nàng thân thể bị hướng bên phải đập tới, cùng băng phong vương tỏa khoảng cách thoáng cái kéo đến 1.500 trường. Vù vù, Vũ nghịch Hà châu tiếp tục phi hành, hung hăng hướng kiếm vô ảnh đánh tới, kiếm vô ảnh cũng bị đập bay, hắn chửi ầm lên, vũ nghịch tà phi, các ngươi tốt hèn hạ. Ha ha ha, tà phi cười ha hả binh giả, quỷ đạo giả, chiến đấu không hỏi thủ đoạn, chỉ nhìn kết cục. Vũ nghịch huynh làm tốt lắm, tà phi bên người xương đầu điên cuồng múa, tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần, thân thể nhanh chân hướng băng phong vương tỏa chạy đi, mắt thấy là phải cầm xuống cổ khí. Phốc, y thiền khóe miệng một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt đều là tức giận nàng lạnh lùng liếc nhìn vũ nghịch cùng tà phi một chút đôi mắt hướng giang giật quét tới truyền âm nói bạch y ngươi còn ngây ngốc đứng đấy làm gì công kích tà phi cầm xuống cổ khí công kích giang giật hồ nghi nháy nháy mắt truyền âm qua ta không thể động a à, khẽ động vũ nghịch liền sẽ công kích ta ngu xuẩn y thiền trợn trắng mắt truyền âm nói ngươi có thể hấp thu cương phong chẳng lẽ liền sẽ không đem cương phong phóng xuất ra công kích chỉ cần ngươi có thể phóng thích cương phong công kích nơi này ngươi chính là chúa tể cổ khí dễ như trở bàn tay. Nhanh, đây là thượng cổ đại tướng cổ khí, chỉ cần đem tới tay, bằng vào cái này cổ khí lực công kích của người tuyệt đối có thể đạt tới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh. chương 925, Tà Phi, nhận lấy cái chết. Đem cương phong phóng xuất ra, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, trong đầu lại như một đạo kinh lôi hiện lên, y thiền lời nói do tự vào đầu quát gậy thoáng cái để tỉnh hắn. Kỳ thật cũng không phải Giang giật ngu xuẩn, chỉ là hắn không bao giờ căn bản không có thời gian đi nghiên cứu thứ này, vô Cô danh công pháp vì sao có thể hấp thu cương phong, cái này cương phong biến thành kỳ dị năng lượng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần các loại chờ, rất nhiều vấn đề, hắn đều không có thời gian đi suy nghĩ, sở dĩ không bao giờ cũng không có đi phương diện này suy nghĩ. Y thiền nói rất có đạo lý, hắn đã có thể đem cương phong hấp thu tiến thân thể nội, kia vì sao không thể đem cương phong phóng xuất ra công kích. Chỉ là cương phong làm sao phóng xuất ra, giang giật não hải nhanh chóng chuyển động, tâm niệm chìm ở thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, trong khống chế loại kia trong suốt năng lượng vận chuyển ra, đột nhiên hướng phía trước đánh ra. "Hô hô, vô hình năng lượng vừa ra bên ngoài, lập tức chuyển biến thành cương phong, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì những này cương phong cùng ngoại giới cương phong khác biệt, những này cương phong bị hắn hấp thu vào trong đan điền, cũng thay đổi thành năng lượng của hắn, hắn có thể đơn giản khống chế những này cương phong, tựa như hồn kiếm, tâm hắn niệm khẽ động cương phong liền có thể bay đầy trời." Những này cương phong đến cùng là năng lượng gì đây tuyệt đối không phải thiên địa nguyên khí loại này năng lượng, nếu không sao có thể khống chế còn có. Kỳ thiền làm sao biết cương phong có thể phóng xuất ra. Giang giật trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ giờ phút này cũng không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, hai tay múa không ngừng phóng thích cương phong, khống chế những cái kia cương phong hướng cây cột đá bên cạnh lơ lửng bốn khỏa hạt châu màu xanh sẫm bay đi. Ông, trăm đạo cương phong phân biệt dũng mãnh lao tới, hạt châu màu xanh sẫm lập tức quang mang đại thịnh lập tức quang mang từ từ ảm đạm bên kia vũ nghịch thân thể chấn động bởi vì hắn cảm giác được kia bốn quả tải hạt châu gặp cường đại công kích lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy đi cái gì tại công kích trong thần miếu thần thức hoàn toàn dò xét không được khoảng cách xa như vậy hắn cũng không thấy được gì không cảm giác được cái gì chỉ có thể trước tiên để bốn quả hạt châu nhanh chóng lùi về phía sau nhưng là hắn nghĩ lui đã muộn giang giật đã công kích như thế nào lại dừng tay hai tay của hắn không ngừng đánh ra, vô số cương phong gào thét mà ra, dùng tốc độ khủng khiếp liên miên không dứt công kích hạt châu màu xanh sẫm. Hạt châu kia bên trên phủ văn lưu truyền, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Sau đó ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt. Không, vũ nghịch giống to, cái này bảy cái hạt châu là một thể, hủy đi bốn quả hạt châu này uy lực còn kém xa. Hắn thật vất vả mới đưa cái này ngụy thần khí thông linh, lại đột nhiên bị hủy lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự đều sẽ tranh lệch rất nhiều, người nói nội tâm của hắn làm sao lại không kinh không giận. Hưu, Giang giật há mồm nuốt một viên liệu thương đan, thân thể hướng phía trước phóng đi hai tay múa không ngớt, lần này không phải đánh ra cương phong, mà là hấp thu cương phong, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, hướng băng phong vương tỏa bên kia phóng đi. Ừ, ta phi bước chân dừng lại, rét lạnh ánh mắt hướng bên này quét tới, nhìn thấy Giang giật như viên hầu vào tới hắn đùa cợt cười một tiếng, cũng không để ý tới Giang Giật tăng thêm tốc độ hướng băng phong vương tỏa phóng đi. Hắn rời đi vương tỏa giờ phút này chỉ có trăm trượng khoảng cách, Giang Giật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rời đi có hơn một ngàn trượng khoảng cách, chờ Giang Giật dựa đi tới hắn đã được đến cổ khí. Mà lại tại tà phi trong lòng, Giang Giật không tính là người thế nào, nhẹ nhõm có thể bóp chết, bất quá lý do an toàn, hắn một bên tiếp tục tiến lên, một bên hướng sau lưng quát, vũ nghịch huynh, đập chết hắn cho ta. Vũ Nghịch giờ phút này còn đang suy nghĩ kia bốn cái hạt châu là thế nào bị hủy diệt nghe được tà phi, ánh mắt của hắn cũng rất nhanh hướng giang giật quét tới, xem xét phía dưới lập tức khí không hướng một chỗ tung ra, không phải giang giật hắn hạt châu làm sao lại đột nhiên bị hủy diệt. Đi, hắn khống chế còn lại ba cái hạt châu phi tốc hướng phía trước vào tới, bốn quả hạt châu bị hủy diệt, cái này ba viên hạt châu lực công kích đại giảm, nhưng đối phó với giang giật hắn vẫn là cho rằng 10 phần chắc chín, hắn cũng chuẩn bị đem nộ khí hoàn toàn phát thiết tại giang giật trên thân. Ha ha, nhìn qua phá không mà đến ba viên hạt châu, Giang giật cười nhạo một tiếng, bước chân ngừng lại, tiện tay hướng bên kia đập mấy trường, vô số cương phong lập tức gào thét mà đi. Kia ba viên hạt châu hơi chấn động một chút, quang mang đại lược, phù văn lấp lánh, rất nhanh quang mang nhanh chóng ảm đạm, vũ nghịch đôi mắt cũng co rụt lại, sắc mặt đại biến kinh hô lên, là ngươi hủy đi của ta thần châu phi thiếu, tiểu tử này rất tà môn, nhanh liên thủ công kích hắn. Vũ nghịch tiếng hét lớn đưa tới chú ý của mọi người, kiếm vô ảnh đồ long còn có mới vừa tiến vào nội điện lăng thất kiếm dạ ưng bọn người khóa chặt giang giật y thiền đôi mắt bày ra đến dọa người nhẹ giọng lẩm bẩm nói hắn quả nhiên có thể hấp thu cương phong có thể phóng thích cương phong hơn 70 vạn năm ngoại trừ huyền đế thiên tinh giới rốt cuộc lại ra một cái kỳ nhân hắn có phải hay không là cái thứ hai huyền đế không được người này nhất định phải ghi chép lại vừa đi ra ngoài để gia tộc toàn lực mời chào y thiền trong tay giới chỉ sáng lên Lấy ra giấy bút tại phía trên nhất viết hai cái thật to chữ bạch y muốn chết tà phi một tiếng quát lớn đem y thiền lực chú ý hấp dẫn tà phi đứng tại nguyên địa trong tay cái kia to lớn xương đầu mang theo tựa như núi cao uy áp hướng giang giật hung hăng đập tới lần này hắn là toàn lực thúc giục giang giật bên người dù sao cũng không có cây cột đá hắn chuẩn bị trực tiếp đem giang giật thẻ thành thịt nát hừ giang giật ánh mắt như đao hai tay liên tục không ngừng đánh ra để kiếm vô ảnh bọn người đầy mắt mơ hồ trên tay hắn không có bất kỳ cái gì nguyên lực lấp lánh không có nguyên lực cái kia đạo văn công kích tự nhiên cũng liền phóng thích không được. Hắn đập mấy trưởng còn cảm giác không có bất kỳ cái gì uy thế, tựa như con nít danh, có chút buồn cười. Thật tình không biết, cái này có chút buồn cười mấy trưởng, lại làm cho tà phi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cái xương đầu kia đồng dạng đột nhiên quang mang lấp lánh, cảm giác gặp cường đại công kích, phía trên phù văn như thiểm điện du tẩu, quang mang cũng từ từ ảm đạm, giống như là bị một loại cường đại thủ đoạn công kích tại kịch liệt công kích, tại ăn mòn, tại phá hủy đây là cái gì quỷ dị thần thông tà phi con người bỗng nhiên co rụt lại không có thần thức hắn cũng không biết là cái gì tại công kích xương đầu hắn chỉ có thể nhanh chóng khống chế xương đầu bay trở về lần nữa quán chú nguyên lực tiếp tục hướng phía trước ném ra ông nhưng lần này giống như lần trước đầu hắn xương còn không có bay ra trăm trượng tựu quang mang lấp lánh phù văn lưu chuyển rất nhanh quang mang từ từ ảm đạm mà chờ hắn đem xương đầu thu hồi lại thời điểm trên người hắn thần thuẫn hơi chấn động một chút quang mang lấp lánh không ngớt hắn cũng rốt cuộc biết là cái gì tại công kích hắn cương phong làm sao có thể hắn làm sao có thể khống chế cương phong tà phi trấn kinh đến không gì sánh kịp tay chân cũng không dám ngừng không ngừng quán chú nguyên lực vào bên trong xương sọ thôi động xương đầu ở bên người bay múa ngăn cản vô số cương phong hắn nếu không ngăn cản lời nói hắn thần thuẫn tuyệt đối sẽ bị phá mất tiếp theo chết đi tà phi nhận lấy cái chết giang giật đằng đằng sát khí quát lạnh hai tay liên tục không ngừng đánh ra cương phong có cơ hội chém giết tà phi hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ hắn không chỉ có muốn chém giết tà phi còn muốn cầm xuống vũ nghịch bạch y đừng giết tà phi nhanh lấy cổ khí lập tức đến thời gian liền bị truyền thống ra ngoài một đạo truyền âm vang lên tại gian giật bên tai để hắn công kích im bặt mà dừng hắn chỉ lo công kích trong lúc nhất thời quên đi thời gian hắn âm thầm tính toán bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ công kích tà phi tà phi có thông linh trí bảo không bao giờ cũng không giết được hắn bắt vũ nghịch càng không thời gian, chỉ có thể điên cuồng múa hai tay, một bên hấp thu cương phong hướng băng phong vương tỏa phóng đi. chương 926, ma huyết nhiễm bạch y. Muốn cầm cổ khí không dễ dàng như vậy, ta phi thấy không cương phong công kích, mà giang giật tựa như tia chấp hướng băng phong vương tỏa chạy đi lập tức giận dữ, cái này cổ khí lúc đầu thuộc về hắn, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, nếu không phải hắn thông linh trí bảo thu hồi nhanh giờ phút này chỉ sợ cũng cùng vũ nghịch hạt châu đồng dạng bị hủy nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ biển máu ngập trời hắn bạo giống một tiếng trong miệng tiên huyết cuồng phún liên miên không dứt phun tại phía trước xương đầu phía trên đầu kia xương thoáng cái dính đầy tiên huyết một cỗ tà dị khí tức từ đầu xương bên trên chuyển đến xương đầu cũng hiện ra hồng quang hướng giang giật gào thét mà đi võ trấn thương khung bên kia vũ nghịch cũng bạo giống một tiếng đột nhiên hướng phía trước ném ra một quyền thả ra vũ ra tuyệt kỹ một quyền đập tới phía trước không gian lập tức tầng tầng chấn động đây cũng không phải là phía ngoài không gian, nơi này không gian rất là vững chắc, vũ nghịch có thể làm cho không gian chấn động đúng là không dễ. Mục đích của hắn cũng không phải đánh giết giang giật, mà là giảm bớt tốc độ của hắn, quấy nhiễu hắn hành động, để hắn không có cách nào đạt được cổ khí. Y thiền nhìn thấy đầu lâu bên trên huyết dịch, biến sắc, khẽ kêu, bạch y, kia đầu lâu bên trên huyết có độc, đừng bị dính vào. Ngoá, vũ nghịch công kích quá nhanh, không gian sóng chấn động trong nháy mắt mà tới, giang giật thân tử không bởi tự chủ bị chấn động tốc độ thoáng cái chậm lại, tiến lên khó khăn. Bước chân hắn ngừng lại, ánh mắt hướng về sau mới bay tới đầu lâu nhìn một cái, lại hướng phía trước băng phong vương tỏa nhìn thoáng qua, đôi mắt nhất chuyển cười lạnh, tà phi, muốn giết chết ta, vậy liền đồng quy vu tận đi. Hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy chục trường, nhưng cũng không có khống chế cương phong đi tập kích đầu lâu, mà là vòng qua đầu lâu đi công kích tà phi, cương phong tốc độ cỡ nào nhanh thoáng cái tiếp cận tà phi, công kích hắn vòng bảo hộ. Tiểu tử, kia xem ai chết trước, tà phi tại thời khắc này cũng không thèm đếm xỉa thu hồi đầu lâu đã tới đã không kịp trên cổ một chuỗi xương liên bay ra phần quanh thân thể bay múa đầu lâu tiếp tục hướng giang giật đánh tới suy suy phanh phanh gần như đồng thời giang giật cương phong đem tà phi xương liên kích phá hư cũng đem tà phi thần thuẫn đánh tan tà phi đầu lâu lại hung hăng đem giang giật cho đập bay ra ngoài a à, tà phi trên thân thể một kiện nội giáp quang mang lấp lánh phù văn lưu chuyển tự động hộ chủ che lại thân thể của hắn đồng thời trên lỗ tai mang theo vòng tai cũng sáng lên một đạo quang mang che lại đầu của hắn nhưng hắn hai chân nhưng căn bản không có cách nào bảo vệ bỗng chốc bị mấy đạo cương phong trực tiếp cắt đứt xoắn nát thành bột mịn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng giang giật bị đầu lâu đột nhiên đập bay thần thuẫn trong nháy mắt bị phá trên người huyền thiết chiến giáp tầng tầng bạo liệt ngụy thần khí lại đều bị nện hỏng trong thân thể của hắn ẩn tàng vô cực kính bay ra ngoài tự động hộ chủ cũng bị nhẹ nhóm phá hủy cả người xương cốt cũng có vô số địa phương bị chấn đoạn, đầu lâu bên trong bên trên tiên huyết nhuộm đỏ hắn một thân. Đây là giang giật liều mạng kết cục, nếu không phải cương phong đem tà phi chân chặt đứt, để tà phi không cách nào tiếp tục thôi động đầu lâu, dẫn đến đầu lâu công kích đại giảm, đoán chừng hắn tuyệt đối sẽ bị tươi sống đập chết. Nhưng ở giờ khác này hắn hoàn toàn quên đi toàn thân thống khổ, quên đi những cái kia ma huyết bắt đầu thẩm thấu ra thịt của hắn, quên đi hết thảy Hai tay của hắn điên cuồng múa, hấp thu phía trước cương phong, hắn thân thể đang bị đập bay ra ngoài không hấp thu cương phong chỉ có một con đường chết phi thiếu tà phi chân vậy mà đoạn mất lão nhị cũng phát nổ bạch y vũ nghịch kiếm vô ảnh y thiền đồ long lăng thất kiếm bọn người toàn bộ bị kinh hãi nhất là nhìn thấy tà phi kia hai đầu đứt gãy chân càng là nhìn thấy mà giật mình tà phi lần này chơi lớn rồi coi như tà ra trước tiên tìm tới cấp cao nhất tiên dược trợ giúp hắn tục chân nhưng tà phi tu luyện khẳng định có ảnh hưởng tới dù sao nhân thể là một cái tự nhiên đại trận hủy đi đồ vật coi như tái sinh mọc ra, đại trận lại không biện pháp trở nên hoàn mỹ, trừ phi tà ra có được khốn long thảo. Ây, mau nhìn tiểu tử kia, kiếm vô ảnh hét lớn một tiếng đánh thức mọi người, toàn bộ người ánh mắt đều là tả hướng giang giật quét tới, lại nhìn thấy hắn vừa lúc bị đập vào băng phong vương tỏa phụ cận. Toàn thân hắn rất nhiều xương cốt đều bị chấn đoạn, toàn thân máu thịt be bét, nhưng hắn lại cắn răng bò lên, nhẹ nhàng theo băng phong vương tỏa hải cốt bên trên lấy xuống cái kia thạch lô, sau đó ôm thạch lô quay người nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người nhếch miệng cười cổ khí kiếm vô ảnh vũ nghịch bọn người thấy trợn mắt muốn nứt nhất là giang giật trong mắt nhàn nhạt xem thường chi ý thật sâu đâm bị thương mọi người cửu đế gia tộc thiên tri kiêu tử lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử lực áp tranh đoạt cổ khí đây đối với bọn hắn tới nói là một loại khuất nhục gần như cùng một thời gian vũ nghịch kiếm vô ảnh đồ long dạ ưng lăng thất kiếm đồng thời lấy ra giấy bút đem giang giật chân dung khắc họa xuống đến cũng viết xuống một câu bạch y đến cổ khí, trên thân nhiễm ma huyết, tất sát. Tà Phi mặc dù giờ phút này đau đến kém chút ngất đi, nhưng cũng dùng huyết tia khí lực cuối cùng, dùng huyết thủ tại trên quần áo viết xuống vài cái chữ to, bạch y, chân gấy, ma huyết, cổ khí. Ông, đột ngột ở giữa, toàn bộ đại điện phát sáng lên, từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống phân biệt bao phủ mọi người, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại luyện ngục phế tích bên trong còn sống trên người mọi người, tiếp lấy tất cả mọi người biến thành bạch quang bị truyền tống ra ngoài, đã đến giờ. Ông, luyện ngục phế tích bên ngoài bình nguyên bên trên cũng sáng lên từng đạo quang mang, vô số người bị truyền tống ra. Bên ngoài trên không trung, Phật Hoàng sừng sững, Phật ra vô số cường giả quân đội trầm mặc đứng thẳng, các đại gia tộc bọn hộ vệ đã sớm theo thiên cơ bồng bên trong bắn ra, lo lắng bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm bản thân con em cùng công tử tiểu thư. Thảm liệt, tiến vào luyện ngục phế tích bên trong mấy chục vạn người giờ phút này bị truyền tống ra bất quá hơn một vạn người, một tháng thời gian tự có hơn 200.000 người vĩnh viễn lưu tại phế tích bên trong, cái này phế tích không hổ là đại lục thập đại tuyệt địa một trong. Công tử, tiểu thư, phi thiếu, vô số cường giả quát lớn, hóa thành tàn ảnh hướng tự ra công tử tiểu thư bay đi, nhất là tà gia người, nhìn thấy tà phi chỉ còn lại một nửa thân thể, toàn thân đều là tiên huyết, lập tức sắc mặt đại biến. A, à, a, à, tà phi tê tâm liệt phế thống khổ kêu to hai tiếng, triệt để ngất đi, nhưng hắn giờ phút này lúc hai tay còn nắm chắc áo bào, áo choàng hơn mấy cái chữ bằng máu rất là rõ ràng bạch y, chân gãy, ma huyết, cổ khí. Chuyện gì xảy ra, bị truyền tống ra tất cả mọi người giờ phút này trong mắt đều là mê mang, trong đầu trống rỗng, hồ nghi bốn phía liếc nhìn, các nàng trong đầu ký ức chỉ có xông vào luyện ngục phế tích một khắc này, tại phế tích bên trong sự tình hết thảy đều không nhớ nổi, thậm chí cũng không biết chính mình từng tiến vào luyện ngục phế tích. Đúng rồi, vũ nghịch đồ long dạ ưng bọn người rất nhanh giật mình tỉnh lại, nhau nhào, nhào theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra trước kia ghi chép tờ giấy xem xét tình huống, rất nhanh vô số con mắt đều trở nên rét lạnh, Vũ Nghịch bọn người đối bay tới hộ vệ quát to, "Cổ khí, Bạch Y đạt được cổ khí, trên người hắn có ma huyết, mau tìm đến Bạch Y." "Đây là vật gì ta vì sao ôm vật này còn có ta không phải tiến vào luyện ngục phế tích sao vì sao thụ nặng như thế thương thế trên người của ta làm sao đều là huyết a không đúng. Những này huyết có độc, tại ăn mòn của ta nguyên lực cùng thân thể." Giang giật giờ phút này cũng chính mơ hồ hắn tại trong một đám người ở giữa, ôm một cái cự đại thạch lô, cả người xương cốt có hơn 20 chỗ đứt gấy, sở dĩ hắn nghĩ đứng đấy cũng khó khăn. Hắn tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, đem to bằng chậu rửa mặt thạch lô thu vào trong giới chỉ, sau đó chật vật bò lên, chuẩn bị rời đi trước cái này, tìm địa phương chữa thương lại nói. Bạch y tại cái này, cầm xuống, hắn vừa mới ngồi dậy, vô số thần thức tự quét tới, rất nhiều người khóa chặt hắn, một đạo quát lớn tiếng vang lên, Giang giật phát hiện ít nhất có gần ngàn thiên quân cường giả ánh mắt hướng hắn quét tới, toàn bộ đằng đằng sát khí. Tình huống như thế nào? Giang giật bị hù dọa, tại sao có thể có nhiều người như vậy tìm hắn để gây sự chẳng lẽ hắn tại luyện ngục phế tích bên trong đã làm gì người người oán trách sự tình? chương 927, người này các ngươi không thể giết. Làm sao bây giờ, đầu óc hắn phi thường chuyển động, cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, hắn hẳn là theo luyện ngục phế tích bên trong ra, tại phế tích bên trong hắn hoặc là làm rất đạt được nhiều tội cửu đế gia tộc sự tình, hoặc là liền là thân phận bại lộ. Vào phế tích trước đó, hắn tự âm thầm khuyên bảo chính mình, sau khi ra ngoài trước tiên vận chuyển huyễn ảnh thần thông cải biến linh hồn khí thức bề ngoài, ẩn núp xuống tới thoát đi lại nói. Nhưng tình huống căn bản không có thời gian cho hắn phóng thích huyễn ảnh thần thông, hắn còn không có tỉnh táo lại nhiều cường giả như vậy đã khóa chặt hắn, coi như cải biến linh hồn khí thức bề ngoài thì có ích lợi gì. Độn thiên, coi như có thể độn được, hắn bản thân bị trọng thương đoán chừng cũng sẽ bị không gian chi lực xoắn thành mảnh vỡ, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đã trốn không thoát, vậy liền liều chết một trận chiến đi. Ông, trong tay hắn một cái nguyễn kiếm xuất hiện, đồng thời huyền thiết kiếm cũng xuất hiện, hỏa linh châu lặng yên ra trong tay áo, tùy thời chuẩn bị phóng thích lôi viêm thần thuẫn. Bạch y là chúng ta doãn ra quý khách, ai dám động đến hắn. Vào thời khắc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, tiếp lấy doãn ra hơn một ngàn thiên quân toàn bộ đằng không mà lên, khóa chặt tà ra vũ ra kiếm ra đổ ra người, mà lại doãn ra người đều binh khí nơi tay, thần thuẫn mở ra, một bộ liền muốn khai chiến chuẩn bị. Doãn trí quân, lăn đi, tà ra một tên dẫn đội trưởng lão giống giận, cái này tạp vái chặt đứt nhà ta phi thiếu chân, hôm nay lão phu coi như liều chết cũng muốn bắt lấy hắn. Tà ra tất cả mọi người.